Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện ABO sau khi kết hôn tôi thật thơm. chương 101, tôi hơi dối, anh để tôi nghĩ lại cái. Tô Nguyên trong khoảng thời gian nhất thời rất dối, đã không thể phân tích lời của Lục Cần nói. Lục Cần giữ bả vai của Tô Nguyên, năm đó không phải tôi muốn rời đi, hôm ấy là ngày kỳ dịch cảm của tôi tới, sau khi tỉnh lại thì đã bị ba tôi khiêng lên xe, không nói lời từ biệt với em là lỗi của tôi, tôi xin thề, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Tôi biết mình đột nhiên như vậy, trong lòng em sẽ rất loạn, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, tôi về trước, hẹn gặp lại em vào mấy ngày tới. Sau khi Lục Cần đi, Tô Nguyên ngẩn người ngồi trên sofa không nói lời nào, cậu biết mình ngang ngược, không thể quên được chuyện năm xưa, thái độ của nhà họ Lục đối với cậu không phải là không nhìn ra được, nếu thật sự quay lại với Lục Cần vậy thì cậu sẽ phải đối mặt với nhà họ lục đối mặt với tình huống không ai trong nhà chồng thích mình tô nguyên thật sự rất đau đầu cậu không muốn sẽ để nửa đời sau của mình phải lấy lòng nhà chồng sau khi nghĩ thông tô nguyên đã soạn thư gửi cho lục cần lục cần chuyện năm đó chúng ta có thể coi như đã qua chúng ta cũng có thể trở lại như ban đầu tôi không muốn lừa mình tôi biết rõ mình vẫn còn thích anh nhưng anh cũng biết gia đình anh chẳng hề chào đón tôi Năm đó kết hôn cũng chỉ là bọn họ muốn lấy pheromone của tôi để cứu anh, cho nên tôi hy vọng anh có thể xử lý ổn thỏa bên phía gia đình của anh trước, rồi hãy nói đến quan hệ của chúng ta. Lục Cần vừa về đến nhà đã nhìn thấy tin nhắn này, kích động không thôi, lập tức trả lời tin nhắn, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, em hãy chờ tôi. Diệp Thi Ngữ đứng từ xa đã nhìn thấy xe của Lục Cần lái về, lập tức xuống lầu tiếp đón, mặc dù tiệc đính hôn lần trước vẫn chưa hoàn thành nhưng cô ta đã dùng thân phận bà lục tương lai sống ở nhà họ lục từ lâu rồi anh cần anh về rồi diệp thi ngữ dịu dàng nói bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi em bảo quản ra nấu thêm hai món nữa sao cô lại ở nhà của tôi lục cần hỏi nụ cười trên mặt của diệp thi ngữ cứng nhắc vừa vặn bà lục đi tới tức giận nói thi ngữ vì sao không thể ở nhà của con nó là vợ sắp cưới của con đó lục cần cười khẩy vợ sắp cưới Sao con lại không biết, Diệp Thi Ngữ, tôi nhớ tiệc đính hôn lần trước tôi nói là đã hủy rồi, cô cảm thấy lời tôi nói không đủ rõ ràng sao?" Diệp Thi Ngữ không nói, chỉ cúi đầu ấm ức đứng sang bên cạnh, cô ta biết vào lúc này giả vờ đáng thương sẽ tốt hơn là nói nhiều lời, bà Lục nhìn thấy nhất định sẽ thương xót cô ta. Quả nhiên là vậy, bà Lục thương xót kéo Diệp Thi Ngữ ngồi xuống sofa, chỉ vào Lục cần nói, "Con còn nói không biết ngượng, hôm đó có thằng nhóc đến làm loạn" con cứ bỏ qua cho nó như vậy, rốt cuộc con nghĩ sao vậy hả, con đặt thể diện của nhà họ lục chúng ta ở đâu? Mẹ, lục cần lạnh lùng nhìn bà lục, ban đầu diệp thi ngữ bỏ thuốc con, làm con mất trí nhớ, chuyện này mẹ có biết không? Sắc mặt bà lục bỗng tối sầm lại, u u cạc cạc nói không rõ, con, con lại nói, mê sảng gì vậy, thi ngữ, sao có thể, bỏ thuốc? Ha, bà lục biểu hiện như vậy, đã làm lục cần nhìn thấu rồi mẹ là mẹ ruột của con mẹ đối xử với con vậy sao bà lục cũng biết sự tình bại lộ nên không giả vờ tiếp nữa hư lạnh một tiếng nói không bỏ thuốc con lẽ nào muốn con lại đi tìm tô nguyên kia sao lục cần không phải mẹ nói chứ kết hôn vẫn cần phải môn đăng hộ đối tô nguyên là thằng bán nghệ gia cảnh còn kém như vậy sao nó có thể vào nhà họ lục chúng ta mặc kệ mẹ nói thế nào lục cần chẳng nề hà gì nói nếu mẹ không thể thừa nhận tô nguyên mẹ có thể coi như chưa có thằng con trai này tô nguyên và con vẫn chưa ly hôn chuyện ly hôn năm đó cũng là lừa mọi người thôi bây giờ con muốn đi tìm vợ con mấy người thích làm gì thì làm nhưng nếu để con phát hiện mấy người gây phiền phức cho vợ con thì con nhất định sẽ trả lại gấp đôi lục cần cũng biết mình với mẹ nói chuyện không được sự chán ghét của bà ấy dành cho tô nguyên quá lớn nếu đã không thể thay đổi suy nghĩ của bà lục vậy thì cần vợ không cần nhà nữa dù sao còn có lục du cũng không sợ không ai dưỡng lão cho họ nghĩ như vậy lục cần vui vẻ thu dọn hành lý đến nhà tô nguyên dự định nương nhờ bà xã tô nguyên ngủ chưa cùng an an một giấc nào ngờ mới có chút thời gian đã xảy ra chuyện lớn như thế trên mạng càng bùng nổ hơn thang bảo lục cần không ngờ lại từ bỏ chức vụ người phụ trách nhà họ lục thang giấy kết hôn thang lục cần tô nguyên từ an gọi điện cho tô nguyên cháy máy nhưng Tô Nguyên đã bật chế độ im lặng để có thể ngủ cùng an an. Mãi cho đến khi thức dậy mới nhìn thấy, lập tức gọi lại. "Tô Nguyên." Giọng nói từ cơn thịnh nộ của Từ An suýt chút làm lủng màng nhĩ của Tô Nguyên, dọa cậu vội ném điện thoại đi. Chờ cho thanh âm không còn chói tai nữa, Tô Nguyên mới nhặt điện thoại lên hỏi, "Từ ca, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư?" "Em còn hỏi anh?" Từ An gắt gỏng nói, "Em với Lục Cần rốt cuộc là có chuyện gì?" anh ta điên rồi phải không? Đột nhiên tự hủy, rốt cuộc thì anh ta muốn làm cái gì? Hủy hoại em ư, hủy hoại em, Tô Nguyên hơi mù mờ, chắc là không thể đi. Em tự mình đi xem Weibo, chút nữa anh sẽ đến nhà em. Gọi luôn cả Lục Cần đến. Từ An vẫn nổ cúp điện thoại, bò dậy từ trên giường của Giang Thành không kịp nghỉ ngơi, anh lái xe đến nhà Tô Nguyên. Tô Nguyên mơ mơ màng màng mở Weibo ra xem, cũng ngây người luôn má ơi đây là cốt chuyện gì lục cần sao lại đột nhiên tái hôn với tô nguyên rồi không đúng tôi đã tra trên web rồi bọn họ là chưa ly hôn tin tức trên mạng lần đó của hắn tôi vẫn còn nhớ hot suất năm đó mấy người quên rồi sao khi ấy lục tổng nói chắc nịch là đã ly hôn ai mà biết chứ nhưng vì sao lục tổng lại từ chức trong công ty của mình rõ ràng có tiền đồ tốt như vậy từ chức rồi tiếc biết bao nhiêu à Đúng đó, công ty bọn họ vừa cho ra mắt sản phẩm miếng dán ức chế nano do lục tổng nghiên cứu chế tạo ra. Anh ta là nhân viên quan trọng của nước nhà, chắc là đến công ty lớn hơn đi. Rất có thể, lầu trên phân tích rất có lý. Tuy nhiên, không ai ngờ tới là Lục Cần lại trả lời một bình luận. Lục Cần, không hề có, tôi định làm trợ lý cho bà xã tôi, hi hi. Ai đó nói cho tôi cái bình luận này là giả đi. Bài kiến Lục Tổng cảm ơn miếng gian ức chế nano của Lục Tổng đã làm tôi có được cuộc đời mới. Tô Nguyên xem đến dối cả mắt, điều quan trọng hơn hết là, trên trang web xác nhận, có thể kiểm tra thấy cậu và Lục Cần vẫn còn trong quan hệ vợ chồng, tin tức này càng làm cho đầu óc cậu thêm dối bời. Năm đó, ly hôn là giả, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, nhưng đầu óc Tô Nguyên đang rất dối vốn không nghe thấy, cuối cùng vẫn là Tô Tử An chạy ra mở cửa. Chú Lục, Tô Tử An vui mừng gọi vô, "Ba ơi, chú Lục đến rồi." Lục Cẩn kéo theo vali đi tới phòng Tô Nguyên, cười nói, "Vợ ơi, anh về rồi." Chương 102. Tô Nguyên nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn, lập tức lao tới chỉ vào tấm ảnh trong điện thoại hỏi, "Đây là cái gì? Năm đó không phải tôi đã ký giấy ly hôn rồi sao? Vì sao chúng ta vẫn chưa ly hôn?" "Ồ, cái đó à." Lục Cẩn cười nói, "Là giả đó, không có tác dụng gì hết." tôi lấy nó để lừa mẹ tôi thôi. Anh, anh cái tên lừa đảo này. Tô Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nghĩ tới năm đó mình bị lừa thảm như vậy thì rất tức giận. Lục Cần đi tới vòng tay ôm lấy Tô Nguyên, mặt dán trên bả vai cậu, cực kỳ đáng thương nói, em là tiểu nguyên bảo mà anh khó lắm mới tìm về được, sao tôi nỡ buông tay chứ? Buông ra, Tô Nguyên đẩy Lục Cẩn ra, con trai tôi đang ở đây, anh đừng có tấy mấy tay chân với tôi. An An nghe vậy, lập tức giơ tay che mắt mình lại, con không thấy gì hết á, hai người cứ tự nhiên. Nói xong, còn không quên nhắm mắt trở về phòng, Tô Nguyên, Từ An chạy đến nhà Tô Nguyên nhìn thấy Lục Cần cũng ở đây thì thôi đi, hai người còn ôm ôm ấp ấp, làm anh thức thêm. Hai người rốt cuộc là có chuyện gì, ba người ngồi trên sofa, Tô Nguyên nhún vai vô tội nói, anh đừng nhìn em, em cũng không biết gì đâu. Lục Cần khẽ ho một tiếng, nói chuyện rất đơn giản, tôi từ trước ở nhà họ lục rồi, hiện giờ định quay lại với Nguyên Bảo. Đơn giản vậy à, Từ An còn hơi nghi ngờ hỏi, không có chuyện lớn nào khác sao? Trước mắt thì không, Lục cần nói, mặc dù không biết nhà họ lục dùng cách gì, nhưng những chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Từ An nhìn Lục cần, rồi lại nhìn sang Tô Nguyên, anh đứng dậy kéo Tô Nguyên vào trong phòng, định hỏi riêng cậu. Em nghĩ thế nào? Từ an hận rèn sát không thành thép nhìn Tô Nguyên, em đã quên năm đó. Từ ca, Tô Nguyên cúi đầu nói, tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, em đều nhớ rõ, em không quên, nhưng hiện giờ Lục Cần đã quyết định tách khỏi nhà họ Lục, em cảm thấy mình có thể tin tưởng anh ấy. Em tin anh ta, Từ an cười nhạt, năm đó Lục anh ta bỏ rơi em, trong năm năm này một chút tin tức cũng không có, em dễ dàng tha thứ cho anh ta vậy sao? Em... Đợi đã, Từ An đột nhiên hỏi, có phải Lục Cần biết An An là con anh ta, nên mới đột nhiên muốn quay lại với em. Tiểu Nguyên, em nhất định đừng bị anh ta lừa. Anh ấy không biết, Tô Nguyên nói cơ thể anh ấy có một số triệu chứng, rất khó làm Omega mang thai, cho nên anh ấy nghĩ cả đời anh ấy sẽ không có con. Từ An, à ờ, ừ, vậy anh ta nghĩ An An là con của em với người khác. Anh ta không để ý sao, xem ra là thích thật rồi, thấy em như vậy, em cũng đã tha thứ cho anh ta từ lâu rồi đi. Tô Nguyên ngồi trên đầu giường, nhìn ảnh chụp của An An, cười nói, vâng, năm đó do quá nhiều nguyên nhân, hai người rõ ràng đều yêu thương lẫn nhau, không cần thiết phải giày vào nhau như vậy. Anh ấy đã sẵn sàng bước 99 bước vì em, vậy em cũng bằng lòng bước lên bước còn lại vì anh ấy. Được rồi, Từ An vẻ mặt thỏa hiệp nói, tùy hai người vậy, anh giúp em làm quan hệ công chúng. Tô Nguyên nhìn Từ An cười bảo, cảm ơn anh, Từ ca. Chợt, việc người đại diện nên làm, đừng khách sáo, tự an xoa đầu Tô Nguyên cười rồi rời đi. Tôi đến, Lục Cần mặt dày mày dạn chui vào trong phòng Tô Nguyên, không biết xấu hổ nói, Tiểu Nguyên bảo, trời lạnh như vậy, tôi giúp em làm ấm giường nha. Chấm 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 chấm, bây giờ là giữa tháng tư và tháng năm, còn lạnh cai búa, Tô Nguyên ánh mắt sắc lạnh nhìn Lục Cần, ra ngoài, đã chuẩn bị phòng xong cho anh rồi. Đừng mà, Lục Cần bổ nhào lên áp đảo Tô Nguyên, cố ý cọ vào cần cổ cậu, lần đầu tôi ngủ ở bên ngoài, tôi sợ, muốn Nguyên Bảo ngủ cùng tôi. Ba ơi, ngoài cửa truyền vào giọng nói của Tô Tử An, Tô Nguyên lập tức đẩy Lục Cần ra, vội vàng chạy ra cửa. Sao thế An An, Tô Nguyên hỏi, Tô Tử An nhìn vô trong phòng, cười nói, ba à, ba với chú Lục làm hòa rồi à. Vậy con có thể ngủ cùng hai người không? Ba, đương nhiên có thể, con trai ngoan của cha. Lục Cần cười lớn rồi bế Tô Tử An lên, khều khều chóp mũi nhóc nói, sau này không cho kêu chú Lục nữa, kêu cha lớn. Tô Tử An cũng lanh lợi, lập tức kêu cha lớn. Tô Nguyên nhìn hai cha con này, cười bất đắc dĩ, được rồi, không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi. Tô Tử An nằm giữa hai người, một tay kéo cha lớn, tay còn lại kéo ba nhỏ, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Lục Cần mở mắt ra. Lén lút bế Tô Tử An sang bên cạnh, còn mình thì cẩn thận dè dặt ôm lấy Tô Nguyên. Vẫn là ôm vợ mình ngủ thấy thoải mái hơn, Tô Nguyên tưởng là Tô Tử An, cũng không nghĩ nhiều, ôm lại anh rồi tiếp tục giấc ngủ. Sáng sớm Lục Cần dậy sớm, sau khi trao một nụ hôn chào buổi sáng cho một lớn, một nhỏ, sau đó đi làm bữa sáng cho hai người. An An, chờ chút nữa trợ lý của cha sẽ đưa con đi học, hôm nay bên chương trình tạp kỹ nói sẽ tiếp tục quay lục cần nói tiếp tục quay tô nguyên ngẩn người một lúc lục cần khi đó chỉ ký quay một kỳ nhưng không phải xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn sao nên chỉ quay được một nửa kết quả vẫn chưa lên sóng cho nên phải tiếp tục ghi hình do là còn thiếu đoạn kết nên ekip cũng không muốn để lý trình trình rút khỏi chương trình tô nguyên nghe thấy vậy vừa rồi còn hơi đỏ mặt thoáng cái lại thấy hơi phiền sao còn quay tiếp nữa lỡ như lại xảy ra chuyện thì làm sao lục cần hết cách không phải bởi vì cô ta đột nhiên phân hóa nên mới như vậy sao chợt tô nguyên khinh thường nói loại chuyện ngoài ý muốn này thật là ngoài ý muốn vì để đẩy nhanh tiến độ khung cảnh trực tiếp trở lại vào buổi tối ngày hôm đó lục du nhìn thấy anh trai mình lập tức khóc lóc lao tới vừa khóc vừa nói anh à sao anh lại đột nhiên từ chức không làm nữa vậy anh biết mấy ngày nay em mệt cỡ nào không em sắp bị mấy lão già đó bước chết rồi lục cần lạnh nhạt đầy lục du ra ồ nếu em dám chùi nước mũi lên trên áo anh anh sẽ khiến em chết thật luôn thấy mọi người đã đến đông đủ tô nguyên cố ý kéo lục cần sang bên cạnh cách lý trình trình xa nhất lý trình trình nếu dám tiếp cận anh anh hãy cách xa cô ta chút nghe thấy chưa tô nguyên nhỏ giọng cảnh cáo lục cần nghe vậy thì gật đầu nghe bà xã hết tôi sẽ không để người phụ nữ đó lại tiếp cận tôi mc đã nghỉ ngơi cả đêm, chắc hẳn mọi người đều thoải mái hơn nhiều rồi đúng không? Vậy thì tiếp theo tôi sẽ công bố số tiền còn lại của mọi người. Đội còn ít nhất là Cố Tích và Lý Trình Trình, chỉ còn lại 10 tệ. Tiếp đến là Giang Thành và Thái Văn Kỳ, còn lại 90 tệ. Xếp thứ hai là Lục, nhất định là anh tôi, tôi với Tiểu Ninh kiếm được rất nhiều tiền, anh tôi tuyệt đối thua tôi rồi. Lục Du vô cùng tự tin nói, Tô Nguyên cũng nghĩ như vậy, Ngày đó số tiền còn lại cũng không nhiều hơn Giang Thành bao nhiêu, rất khó lấy được giải nhất. MC tiếp tục nói, xếp thứ hai là Lục Du và Hà Tử Ninh, còn lại 130 tệ. Chương 103, anh tôi còn nhiều tiền hơn cả tôi, tiền của bọn họ không phải chỉ còn lại 100 tệ thôi sao? Lục Du hoài nghi hỏi. Tô Nguyên cũng nhớ mình còn có nhiều đó tiền, sao còn có thể nhiều hơn đội của Lục Du chứ? MC lập tức giải thích đội của Tô Nguyên với Lục Cần còn dư số tiền là 500 tệ, đồng thời là đội hiện tại đang có nhiều tiền nhất. Sao có thể chứ, Lục Du không dám tin hỏi, có phải tổ chương trình đang giúp anh tôi gian lận hay không? MC, không hề, chẳng qua là cách kiếm tiền của Lục Cần khi đó rất đặc biệt. Lục Du quay lại hỏi Lục Cần, anh, anh kiếm tiền bằng cách nào vậy? Đừng nói là cướp đấy nhé. Ngu dốt, Lục Cần cười khinh, tổ chương trình đâu có nói kiếm tiền bằng cách nào, anh mày đi mua cổ phiếu đấy, mua bán trong ngày, vừa đơn giản vừa nhàng. Đúng là nhàng, nhưng đơn giản thì không hề, mấy người hoàn toàn mù tịt về cổ phiếu đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lục cần. Vì chỉ ghi hình cho phần kết, nên kết thúc rất nhanh, tổ đạo diễn định mời mọi người cùng nhau ăn liên hoan, nhưng không ngờ đều bị từ chối. Tô Nguyên chủ yếu là không muốn nhìn thấy Lý Trình Trình, còn Lục Cần muốn đi cùng Tô Nguyên, Giang Thành vẫn còn lịch trình khác nên không có thời gian ăn cơm, Lục Du cũng không thiếu bữa ăn này, định dẫn Hà Tử Ninh đi trải qua thế giới của hai người. Một bữa liên hoan cứ như vậy mà giải tán, Hà Tử Ninh kéo Tô Nguyên ngồi trên sofa, lấy ra thành quả nghiên cứu gần đây của cậu ra, phẫu thuật thực nghiệm gần đây rất thành công, tôi nghĩ có thể để An An làm phẫu thuật rồi. Cảm ơn cậu, Tô Nguyên nghiêm túc nói lời cảm ơn, tôi đã lo lắng cho sức khỏe của An An bấy lâu nay, cảm ơn cậu đã nghĩ cho An An như thế, tốn bao nhiêu tiền cậu cứ nói tôi lập tức đưa cho cậu. Không cần, cha của nhóc ấy đã thanh toán hết rồi. Hạ tử ninh cười nói. Tô Nguyên nhìn sang Lục Cần đang ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Biết được đứa con là của người khác mà còn có thể đối xử tận tâm với nó như vậy, có thể thấy Lục Cần thật sự thích An An, mình cũng nên nói ra thân phận thật sự của An An cho anh ấy biết. Lục Cần cũng dùng ánh mắt đáp lại cậu, An An cũng là con trai tôi, đối tốt với nó là lẽ đương nhiên. Tô Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng mình hơi bất thường, lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Lục Du nghe thấy lời này, vẻ mặt tức giận nói, cũng đâu phải con ruột của anh đâu. Em nói nhiều quá, Lục cần liếc mắt nhìn Lục Du, lén đá một cái vào chân hắn bên dưới bàn. Anh, Lục Du ấm ức xoa bắp chân mình, anh thật sự muốn cứng rắn với người nhà như vậy sao? Mẹ ngày nào cũng than thở đó. Ồ, Lục cần lau miệng, em cũng là con của mẹ phải nhớ an ủi bà ấy nhiều hơn em không muốn đâu lục du sụ mặt lần nào về cũng nhắc em mãi em chịu không nổi đâu tiểu ninh chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi anh không muốn về là lại thấy mẹ chọn lựa phụ nữ cho anh đâu hà tử ninh cũng đâu phải không biết bà lục mỗi lần nhìn thấy bà ta là cảm thấy khó nhằn rồi cậu không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành nấm mồ xí bụng đau khiến tô nguyên hơi lảo đảo chỉ có thể dựa lên cửa nhà vệ sinh nghỉ mệt. đầu ngu ngoài cửa chợt có tiếng nói của ai đó. tô nguyên cảm thấy hơi quen tai nhưng cơn đau bụng quặn lên khiến cậu không thể nghĩ nữa. ông đây vất vả lắm mới tìm thấy thuốc cho cô. có như vậy mà cũng thất bại nữa. xin lỗi triệu tổng, tôi quả thật rất tận lực rồi. tôi không ngờ sự tự chủ của lục cần lại mạnh như vậy. khi đó hắn trực tiếp đánh ngất tôi. giọng của con gái hình như là lý trình trình. Tô Nguyên cố chịu đau, cẩn thận lắng nghe tiếng nói ngoài cửa. Mẹ kiếp, lần này thất bại, lần sau sẽ rất khó xử. Người nọ trực tiếp đẩy cô gái kia ra ngoài cửa, vừa hay đỡ Upsilon.ng vào cánh cửa bên cạnh của Tô Nguyên, lần này cầm lấy nó ném lên người lục cần, nhớ lấy, nếu còn thất bại, tôi sẽ tẫn chết cô. Đó là thứ gì, lục cần gặp nguy hiểm, vừa nghĩ như vậy, Tô Nguyên cũng không màng đến cơn đau, muốn ra ngoài ngăn cản chuyện này xảy ra. Nhưng không ngờ, chỉ có Lý Trình Trình ra ngoài, người đàn ông kia vẫn chưa đi. Tô Nguyên, người nhỏ cười khinh, "Thì ra là mày à, đã nghe nhiều như vậy, mày cho rằng mày có thể đi sao?" Tô Nguyên nhìn qua, không ngờ lại là cái người nhiều năm không gặp, cùng nhau tham gia sâu tuyển tú kia Triệu Tân Dương. "Mày muốn làm gì lục cần?" Tô Nguyên hỏi, Triệu Tân Dương lộ ra gương mặt dị dạng, "Làm gì?" đương nhiên tao muốn khiến nó sống không bằng chết, nó dám gài tao, tao sẽ khiến nó chết. Vừa nghĩ đến Lý Trình Trình đã cầm thuốc đi tìm Lục Cẩn, Tô Nguyên định rời đi, không muốn tiếp tục nhiều lời với Triệu Tân Dương. Nhưng Triệu Tân Dương nào muốn buông tha Tô Nguyên, có điều Lục Cẩn thích mày như vậy, nếu tao đánh dấu mày ở đây, mày nói coi, Lục Cẩn liệu có mất kiểm soát trực tiếp ngất đi luôn không? Mày, Tô Nguyên nhất thời hơi sợ hãi, cậu hiện giờ không còn nhiều sức lực nữa, đối phó với một tên alpha sẽ rất khó khăn, nếu hắn muốn hành động cưỡng bức, cậu vốn không thắng được. Nhưng cứ tiếp tục ngồi chờ chết như vậy cũng sẽ có kết quả tương tự, chi bằng chủ động tấn công. Bằng mày mà cũng xưng đánh dấu tao sao? Tô Nguyên cười khinh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, mặt mũi không tính là gì, an toàn mới là trên hết. Tô Nguyên cố ý dùng lời nói ký triệu Tân Dương, bước chân không ngừng dịch về phía cây lao nhà ở bên cạnh. Tao nhớ là lục cần làm cho nhà mày phá sản rồi đúng không? Cái thứ tạp trùng như mày là cái thá gì? Ngay cả cái giấm của người ta mày cũng không bằng. Ai em miệng, Triệu Tân Dương rất nhanh đã bị chọc tức, muốn tóm lấy Tô Nguyên, nhưng không ngờ lại bị Tô Nguyên khéo léo né tránh. Chờ hắn quay đầu lại, đáp xuống mặt hắn là một cây lau nhà hôi thối. Tô Nguyên không hề do dự, trực tiếp lấy cây lau nhà quất khắp người hắn, tiếp đến là cú đánh thật mạnh, Triệu Tân Dương bị một tay Tô Nguyên đánh đến không kịp đỡ, vẫn nộ nằm bò trên mặt đất. Nhân lúc này, Tô Nguyên lập tức chạy trở về, nhìn thấy Lý Trình Trình đã cầm cái ly gì đi qua đó, Tô Nguyên hét lớn, Lục Cần, tránh ra. Lục Cần nghe thấy giọng nói Tô Nguyên, chẳng chút do dự mà né sang bên cạnh. Số nước Lý Trình Trình hất đi, toàn bộ đều vung trên mặt đất. Nhìn thấy Lục Cần không sao, Tô Nguyên cuối cùng chịu hết nổi, ngã xuống đất. Triệu Tân Dương, Tô Nguyên thở gấp nói, tất cả đều do Triệu Tân Dương dở cho quỷ. Lục Cẩn lao tới đỡ lấy Tô Nguyên, Lục Du, em đưa Triệu Tân Dương đi trước, anh đưa Nguyên Bảo đến bệnh viện. Tô Nguyên hiện tại do quá đau, người còn chưa đến bệnh viện thì đã ngất đi, trên đường Hà Tử Ninh liên tục dùng mấy thiết bị đơn giản làm kiểm tra cho Tô Nguyên, nhưng không hề phát hiện ra rốt cuộc là có vấn đề gì. Cũng may bệnh viện cách đó không xa, Tô Nguyên rất nhanh đã được đẩy vào phòng khám. Chương 104. Lục Cần sốt ruột đợi ở bên ngoài, anh không biết Tô Nguyên thế nào rồi, nhưng nếu như Tô Nguyên có mệnh hệ gì, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho Triệu Tân Dương, dù là làm trái với pháp luật, anh cũng không ngần ngại. Hạ Tử Ninh rất nhanh đã ra ngoài cùng bảng báo cáo, vẻ mặt nặng nề nhìn Lục Cẩn. Bầu không khí như thế khiến cho Lục Cần thực sự thót tim, lo lắng hỏi thế nào rồi. Nguyên bảo em ấy có sao không? hà tử ninh cậu ấy không sao vậy thì tốt nghe thấy vậy lục cần cuối cùng cũng thở phào một hơi có điều có điều gì trái tim của lục cần vừa được thả lỏng thì lại bắt đầu trở nên căng thẳng ai bỏ đi hà tử ninh thở dài chuyện này tôi trao đổi với tiểu nguyên trước rồi nói với anh mặc dù trong lòng không được thoải mái nhưng lục cần cũng không tiếp tục truy cứu nữa tô nguyên rất nhanh đã tỉnh lại lục cần vẫn luôn ở bên cạnh cậu thấy cậu tỉnh dậy thì lập tức hỏi, em sao rồi, còn thấy khó chịu không? Tô Nguyên lắc đầu, tôi không sao rồi, ban nãy bụng hơi đau, bây giờ đỡ nhiều rồi, chỉ là có hơi đói. Vừa đúng lúc Hà Tử Ninh cũng đi tới, Lục Cần đứng dậy nói, vậy tôi về nhà nấu đồ ăn cho em, bác sĩ Hạ ở đây với em trước, tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Ừm, Tô Nguyên nhìn Lục Cần rời đi, sau đó hỏi Hà Tử Ninh, tôi bị làm sao vậy? Cậu mang thai rồi ừm tô nguyên ngu ngơ gật đầu cũng đâu phải chưa từng mang thai không phải chỉ là mang thai cậu nói lại lần nữa đi tô nguyên trợn trừng mắt cách lần trước mới mấy ngày sao có thể mang thai chứ có phải chuẩn đoán sai rồi không hà tử ninh bình tĩnh nói mới mấy ngày cũng đã hơn một tuần rồi không cần nghĩ cũng biết chính là tối hôm đó nhưng lúc trước có an an tôi cũng đâu có như vậy vì sao lần này đột nhiên lại ngất xỉu tô nguyên hỏi hay là cái thai này có vấn đề? Ừm, có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Nét mặt Hạ Tử Ninh thoáng cái đã trở nên nghiêm túc, lần cậu sinh An An chắc không được suôn sẻ phải không? Tô Nguyên gật đầu, cũng nhớ khi đó bác sĩ có nói với cậu, khoang sinh sản của cậu bị tổn thương rất nghiêm trọng, rất khó có thể mang thai tiếp. Hạ Tử Ninh, cái thai này cũng không có chuyện gì to tát, nhưng trước đây khoang sinh sản của cậu bị tổn thương, không thể nuôi dưỡng được cái thai này. Tô Nguyên, vậy bây giờ phải làm sao? Đứa nhỏ này, hoặc là bây giờ bỏ nó đi, hoặc là cậu phải được đánh dấu. Hạ Tử Ninh nói, chuyện này tôi vẫn chưa nói cho Lục Cần, cậu tự mình chọn đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tô Nguyên, cậu thờ thẫn xoa xoa bụng mình. Không lâu sau, Lục Cần đã quay lại, trên tay còn sách theo hai cái hộp giữ nhiệt, anh không thấy bóng dáng Hạ Tử Ninh bèn hỏi, bác sĩ Hạ đi rồi à? uổng công tôi còn mang cho cậu ta một phần thôi vậy tất cả chỗ này đều cho nguyên bảo ăn lục cần cẩn thận bày đồ ăn ra lấy mấy món ăn mình đã chuẩn bị sẵn không ngoài dự đoán toàn bộ đều là món ăn bổ dưỡng tô nguyên thích tô nguyên cười cười người đàn ông này thích mình dù không có đứa nhỏ này mình cũng sẽ cùng anh đánh dấu đi cười ngu ngơ gì vậy chứ lục cần xoa xoa đầu tô nguyên cười bảo mau ăn đi chờ chút nữa nguội rồi không ngon đâu bữa nay có hơi gấp nên mùi vị chắc là hơi kém một chút Tô nguyên gắp một đũa không ít rau toàn bộ đều cho vào trong miệng không đâu rất ngon mà ngon thì em ăn nhiều chút em đấy ăn ít quá nên bị suy dinh dưỡng lục cần xem đồng hồ đeo tay tôi đã bảo trợ lý đi đón an an rồi ở nhà còn chừa bữa tối cho nó hôm nay em chọn đi muốn tôi ở đây với em hay là muốn tôi về nhà với con trai đây hừng Hừ, Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng, có con trai rồi là không muốn chăm sóc tôi nữa sao? Thấy Tô Nguyên ghen tị, Lục Cần lập tức dỗ dành bảo, sao có thể chứ, em xem tôi đã mang đồ để thay đến rồi, con trai đã lớn, không cần tôi nữa. À mà, bác sĩ Hạ đã nói cơ thể của em có vấn đề gì chưa, sao khi không lại ngất đi? Lục Cần bỗng nhớ ra mình còn chưa biết vì sao Tô Nguyên lại ngất xỉu. Tô Nguyên gượng cười bảo, thì là, do bận quá không có nghỉ ngơi đàng hoàng dẫn tới ngất đi. Bất ngờ nói với Lục Cần mình mang thai, quá là đột ngột, lần sau rồi nói đi. Hạ Tử Ninh sau khi xử lý mấy chuyện lặt vặt xong thì đi vào phòng bệnh của Tô Nguyên xem một lát, thấy cảnh tình trạng ý th ta ép thì sắc mặt lạnh tanh nói, hôm nay nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện rồi. Lục Cần cả đêm đều không ngủ ngon, liên tục quan sát Tô Nguyên, lo lắng nửa đêm cậu xảy ra chuyện, may là cả một đêm đều bình an vô sự. Sau khi xuất viện, còn chưa đợi Tô Nguyên nói, Lục Cần đã đẩy lùi công việc của Tô Nguyên ra sau. Nhiệm vụ bây giờ của em chính là nghỉ ngơi cho đàng hoàng, việc kiếm tiền giao cho tôi làm là được. Lục Cần nghiêm túc nói, Tô Nguyên khó hiểu hỏi, anh kiếm tiền bằng cách nào, theo như tôi biết thì anh đã từ chức rồi mà, hiện tại đang là người thất nghiệp đi. Nguyên bảo ngốc, Lục Cần xoa xoa đầu Tô Nguyên, em quên tôi là kỹ sư à? sau khi từ chức thì bên nhà nước đã gửi thư mời tôi vào làm việc chỉ có điều tôi muốn ở bên cạnh em nhiều hơn nên là chưa có trả lời à đúng rồi tô nguyên đột nhiên nhớ ra hỏi triệu tân dương hiện giờ thế nào rồi hắn vẫn luôn tìm cơ hội để đối phó anh anh ra ngoài vào lúc này liệu có gặp nguy hiểm gì không lục cần triệu tân dương tôi đã báo với cảnh sát rồi qua hai ngày em đi với tôi xem thử đi tô nguyên gật đầu triệu tân dương vẫn khá nguy hiểm ngày nào hắn chưa vô tù thì trái tim của tô nguyên không thể buông lỏng ngày ấy tại sao hắn rất thù địch với anh nhiều năm trôi qua như vậy mà còn muốn hại anh lý trình trình đột nhiên biến thành omega cũng là do thuốc của triệu tân dương đưa tôi ở trong nhà vệ sinh nghe thấy đó hắn làm như vậy chẳng lẽ là vì chuyện tôi làm năm đó tô nguyên hỏi không phải lục cần giải thích năm đó sau khi nhà họ lục hủy hợp đồng với nhà bọn họ 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 đã điên cuồng đào kỹ sư của nhà họ lục đi, bắt đầu thành lập doanh nghiệp của riêng mình để tranh giành mối làm ăn với nhà họ lục. Có điều khi đó tôi đã sớm nghĩ đến việc đổi vòng tay ức chế thành miếng gian ức chế nano, nên đã mặc kệ nhà họ triệu, không ngờ lòng tham của nhà họ triệu lại lớn như vậy, muốn độc chiếm thị trường vòng tay ức chế, bắt đầu công cuộc thu mua các nhà máy khác. Kết quả rất rõ ràng, miếng dán nano vừa được ra mắt, nhà họ triệu đã đứng trước nguy cơ phá sản đối mặt với miếng rán nano vừa thực dụng vừa rẻ tiền, nhà họ chịu không có cơ hội thắng. Cho nên hắn mới muốn hại tôi. Tô Nguyên gật đầu, cũng may hiện giờ hắn đã bị bắt rồi, nhưng mà anh vẫn nên cẩn thận chút. Ừm, vì không để cho Nguyên Bảo lo lắng, tôi sẽ cẩn thận, nhưng mà Nguyên Bảo, vì không để tôi lo lắng, em cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, có nghe thấy không? Nếu em còn ngất xỉu nữa, tôi sẽ cho em trong nhà, để em mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ đừng hòng xuống giường. Chấm, câu nói thì không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy như nó lẫn màu sắc khác vào vậy. Chương 105, vì để chăm sóc sức khỏe cho Tô Nguyên, Lục Cần kiên quyết bắt cậu ở nhà 2 tháng không được ra ngoài, mặc dù cậu có thể làm việc ở nhà, nhưng vẫn rất giận, Tô Nguyên ngày nào cũng không cho Lục Cần vào phòng của cậu. Trong 2 tháng này, Lục Cần cũng đã xử lý xong nhà họ Triệu, Triệu Tân Dương bị kết án tử hình hoãn lại, hai năm sau thi hành án dù sao lúc nào cũng bị người nhìn chằm chằm đi ngủ cũng không yên ổn còn chẳng bằng giải quyết trực tiếp tô tử an sờ bụng tô nguyên nhỏ giọng nói không biết là em trai hay là em gái em ở trong bụng của ba phải ngoan ngoãn nha tô nguyên không giấu tô tử an chuyện trong bụng mình có em bé có điều cậu đặc biệt dặn dò an an không được nói cho lục cần biết ai bảo lục cần không cho cậu ra ngoài coi như là hình phạt của anh an an muốn có em trai hay em gái tô nguyên hỏi tô tử an nghiêm túc suy nghĩ một hồi con đều thích cả sau này con sẽ là anh trai rồi con sẽ chăm sóc cho em trai em gái thật tốt tô nguyên cười cười xoa xoa đầu an an ngoan lắm an an sau này nhất định sẽ là anh trai tuyệt vời nhất đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhận được tin nhắn tô nguyên mở ra xem là một tấm tiệp cưới liễu cam và lương nhâm thần chuẩn bị kết hôn vào thứ ba tới tiểu nguyên tôi với nhâm thần chuẩn bị kết hôn rồi Cậu có rảnh thì nhớ đến nhé liễu cam không yên tâm còn gửi thêm một tin nữa sợ tô nguyên bỏ lỡ không nhìn thấy tô nguyên lập tức trả lời tin nhắn nhất định sẽ đến liễu cam chờ cậu làm phù dễ đấy nhé tô nguyên không thành vấn đề lục cần vừa về nhà tô nguyên đã đi đến nhắc chuyện này với anh tô nguyên cảm khái nói tôi đã năm năm chưa gặp mấy cậu ấy cũng không biết mấy cậu ấy thế nào rồi vậy thì đi đi nhưng mà tôi phải đi với em lục cần nghiêm túc nói dù sao mọi người cũng quen biết nhau mình dẫn theo người nhà cũng không thành vấn đề cho nên cậu đã đồng ý rất nhanh đã đến ngày liễu cam kết hôn tô nguyên đã dẫn theo người nhà đến từ sớm liễu cam cũng không nhàn rỗi nghe thấy tô nguyên đến lập tức đứng dậy tiếp đón tính cách chẳng hề thay đổi tiểu nguyên liễu cam vui mừng ôm tô nguyên một cái kem nền vừa được chuyên gia trang điểm thoa lên đã bị cọ bay hơn một nửa khiến cô không khỏi muốn hộp máu tô nguyên đẩy liễu cam ra nói cái thằng này cậu định cọ phấn lên người tôi đấy à bộ đồ đen của tôi đã bị cậu nhuộm trắng rồi liễu cam nhìn kỹ hơn mặc dù nói có hơi quá nhưng đường viền cổ áo quả thực trắng hơn rất nhiều cậu cứng ngắc nhìn chuyên gia trang điểm của mình xin lỗi phải nhờ cô trang điểm lại rồi chuyên gia trang điểm thở dài một hơi kéo Liễu Cam ngồi xuống ghế. Tôi sẽ trang điểm nhạt cho cậu một chút, dù sao da cậu cũng trắng sẵn rồi. Tô Nguyên ngồi ở bên cạnh, cảm giác khi kết hôn thế nào? Có căng thẳng không? Liễu Cam liếc nhìn Tô Nguyên nói, cậu cũng có phải chưa kết hôn đâu, hỏi tôi làm gì? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tô Nguyên lúc này mới nhớ ra mình có chồng rồi. Tân hôn vui vẻ, đoàn gia cũng chạy tới, vừa đến đã chúc mừng Liễu Cam. Liễu Cam vẫn đang trang điểm, cậu nháy mắt biểu thị là mình đã nhận được lời chúc. Tô Nguyên đứng dậy, nói với đoàn gia, lâu rồi không gặp, lại đẹp trai lên không ít nha. Đoàn gia, cậu cũng vậy, 5 năm, năm không gặp cậu thay đổi rất nhiều, đến cả con cũng có rồi, còn không dẫn đến cho bọn tôi gặp mặt. Sao lại không đến, Tô Nguyên cười nói, nó đang ăn bánh kem với Lục Cần ở trước sảnh đó. Tiểu gia à, hiện tại chỉ còn mỗi cậu là độc thân cậu phải nhanh lên nha. Liễu Cam trêu đùa bảo, đoàn ra, từ từ, tôi không vội đâu, tôi mới không muốn bước vào nấm mồ của tình yêu nhanh như vậy. Ba người đang trò chuyện, chú dễ đã đi đến nói, sắp đến giờ rồi, tiểu cam, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Tô Nguyên theo đó trở lại trước sảnh, nhìn con trai ăn đến bụng phình to, vội vàng đi qua đó ngăn lại con còn ăn. Còn ăn nữa tối nay bụng con sẽ đau đó. Lục Cần lúc này mới nhìn thấy An An lại lén lút ăn bánh, không có gì đâu, bánh này tiêu hóa rất nhanh, nhưng mà An An, con không thể ăn tiếp được nữa đâu. Tô Tử An khá thích đồ ngọt, không dễ gì mới nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, làm sao mà quản nổi cái miệng chứ, nhưng mà ba cũng lại đây rồi, nhóc không dám khinh suất nữa, cuối cùng ăn xong miếng bánh trong tay rồi không ăn nữa. Nhìn liễu ca mặt đầy hạnh phúc đi về phía lương nhâm thần, trong mắt Tô Nguyên đầy ngưỡng mộ hay là mình cũng tổ chức hôn lễ đi. Lục Cẩn vươn cánh tay ôm Tô Nguyên vào trong lòng. Hừ hừ, Tô Nguyên không từ chối, chỉ khịt mũi hai tiếng. Sau khi kết thúc nghi lễ, mọi người bắt đầu kính rượu lẫn nhau, Tô Nguyên người thấy mùi rượu thì hơi khó chịu, định ra ban công hóng gió. Lục Cẩn đang trò chuyện với đối tác cũ của mình, nhìn thấy Tô Nguyên đi đến ban công mình có thể quan sát được nên không đi theo cậu, chỉ là lén đi vào trong góc tìm kiếm thứ gì đó đó chính là lục đại thiếu hả, trước đây quả thật chưa từng gặp, hóa ra trông thế này à. Lục đại thiếu gì chứ, nghe nói nhà họ lục không cần anh ta nữa rồi. Không cần anh ta, vì sao, cái này tôi cũng chỉ nghe người khác nói, nói là lục đại thiếu vì một thằng bán nghệ mà từ chối người trong nhà sắp xếp cho, cuối cùng vì người kia mà bị đuổi ra khỏi nhà. Chợt chợt chợt, lục đại thiếu quả đúng là cừ mà, tướng quân giận dữ vì hồng nhan, nha chắc chắn là công phu trên giường của tiểu minh tinh kia tuyệt lắm, mới khiến cho lục đại thiếu mê muội đến như vậy. Thật muốn nếm thử mùi vị của tiểu minh tinh kia. Ha, theo tôi thấy, lục đại thiếu kia đoán chừng là đầu óc có vấn đề, vì một tiểu minh tinh mà từ bỏ gia sản, không phải ngu thì là gì. Tôi nghe nói, trước đây lúc lương nhâm thần vào giới giải trí, cũng đỡ opsilon ng phải một thằng điếm, bây giờ đã kết hôn rồi, quả nhiên, tiểu minh tinh biết cách chơi nhất nghe nói mấy tiểu minh tinh đều quen biết nhau, liệu có chơi qua NP không nhỉ? Tô Nguyên đứng ngay bên cạnh, cậu nghe vào tai không sót một chữ nào, cậu biết đây là hôn lễ của Liễu Cam, mình không nên làm ẩm ý quá, nhưng cái miệng của đám người này thực sự quá bốc mùi. Chai rượu đập thẳng vào đầu người đàn ông miệng hôi hám, miệng mày dơ như vậy thì đừng nói chuyện, làm ghê tởm ai chứ? Liễu Cam vốn muốn tìm Tô Nguyên nói chuyện, không ngờ lại nghe thấy mấy lời này, cậu không hề suy nghĩ đã trực tiếp động thủ nhìn thấy đám người còn muốn đánh lại liễu cam tô nguyên lập tức xông tới giúp cậu đánh như từ bọn nó trong chốc lát khung cảnh có hơi hỗn loạn lục cần thấy tô nguyên đang đánh ai đó sắc mặt anh lập tức đen lại đi tới một cước đánh ngã bọn côn đồ nguyên bảo lục cần ôm tô nguyên lại hỏi em không sao chứ sao đột nhiên lại đánh nhau tô nguyên còn muốn giải thích nhưng còn chưa lấy hơi xong thì người đã ngất đi dọa Lục Cần trực tiếp ôm người lên. Liễu Cam, An An nhờ cậu chăm sóc một lát, tôi đưa Nguyên Bảo vào bệnh viện. Lục Cần khẩn trương lái xe, cả chặng đường không biết đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ, tuyết đường lái xe từ nửa giờ xuống chỉ còn 10 phút. chương 106, sao thế? Tô Nguyên sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì nhìn thấy Lục Cần xa sầm mặt nhìn mình, không khỏi có chút sợ hãi. Có lẽ là không khí quá yên tĩnh, lúc tô nguyên định nói gì đó để làm không khí sôi động hơn lục cần lại đột nhiên vươn tay sờ vào bụng cậu hỏi còn đau không tô nguyên sững người lời vừa nghĩ xong đã bị nghẹn lại trong cổ họng cậu ngẩng đầu lên nhìn lục cần tôi bảo sao lúc trước hà tử ninh không chịu nói tình trạng của em cho tôi biết hóa ra là như vậy giọng nói của lục cần đều đều không lên cũng không xuống tô nguyên em cũng biết tôi không thể làm em mang thai Tô Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Cần, cậu há miệng nhưng một chữ cũng không lọt ra ngoài. Hai người cứ rằng co qua lại, mãi đến khi Liễu Cam dẫn theo một đám người tiến vào mới đánh vỡ cục diện trước mắt, An An thấy ba mình càng lo lắng hơn hỏi, ba ơi, ba có sao không ạ? À? Em bé trong bụng có bị thương không? Lục Cần nghe thấy vậy thì cười khẩy một tiếng rồi đi ra ngoài, thì ra ai cũng biết cả, chỉ có mình như một thằng ngốc vậy. Tô Nguyên thấy Lục Cần đã hiểu lầm, muốn xuống giường đi tìm anh, nhưng bị Liễu Cam ngăn lại, cậu làm gì, còn đang truyền nước đó, đừng làm loạn. Xin lỗi nha, hôm nay là đêm tân hôn của cậu mà lại thành ra thế này, hai người mau về đi, tôi không sao đâu, một lát nữa từ ca sẽ đến đón tôi. Tô Nguyên cười miễn cưỡng nói, nhưng Liễu Cam vẫn không yên tâm, đừng để trong lòng, đám người kia miệng thối lắm, tôi muốn tận bọn chúng từ lâu rồi, có điều tôi quả thật muốn về rồi. Nhâm thần còn đang đợi tôi mau đi đi tô nguyên khua tay xua đuổi để an an tiễn bọn họ ra cửa chờ mọi người đều về hết an an nằm sấp trên giường bảo ba ơi cha lớn giận rồi hả ba ừm um. tô nguyên đáp lời an an hỏi tiếp vì sao cha lớn lại giận ạ à? là vì ba đã đánh nhau sao tô nguyên lắc đầu cha lớn giận là vì ba có chuyện rất quan trọng vẫn chưa nói cho cha lớn biết an an không cần lo lắng ba sẽ dỗ cha lớn thật tốt mà dù sao an an vẫn là một đứa nhỏ năng lượng trong một ngày đã cạn kiệt từ lâu không bao lâu thì đã ngủ th iota ép đi tô nguyên nằm trên giường vừa nghĩ tới lục cần gọi mình là tô nguyên không phải nguyên bảo trong lòng rất không thoải mái tôi đã đem bữa tối đến cho em đột nhiên lục cần quay lại trên tay còn sách theo bữa tối em ăn trước đi chờ truyền nước xong cũng đến nửa đêm rồi về nhà ăn sẽ không kịp không ăn, Tô Nguyên quay đầu đi không muốn để ý đến anh. Lục Cần nhíu mày, tự bày bữa tối của mình ra, Tô Nguyên, trong bụng em đang có em bé, đừng tùy hứng như vậy. Có liên quan gì đến anh sao? Tô Nguyên cười khẩy, dù sao đứa bé đâu phải của anh, không cần anh phải lo lắng. Nói xong, Tô Nguyên liền hối hận, cậu nghĩ nếu Lục Cần tiếp tục dỗ mình, cậu sẽ nhận lỗi với anh. Nhưng Lục Cần chỉ nhìn Tô Nguyên, ngồi ở bên cạnh không nói lời nào thấy thái độ của Lục Cần như vậy, đôi mắt Tô Nguyên đỏ hoe vì tuổi thân, nhưng vẫn cố kìm lại không khóc thành tiếng. Ai, Lục Cần lại thở dài bỏ sách xuống, đi đến bên cạnh Tô Nguyên, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, em khóc gì chứ? Người nên khóc phải là tôi mới đúng, tôi đội trên đầu cả vùng thảo nguyên còn chưa khóc. Không dỗ còn đỡ, vừa dỗ Tô Nguyên liền khóc không dứt, nước mắt nước mũi thi nhau nhiễu xuống, làm người ta vô cùng đau lòng, Lục Cần nhẫn nại lau đi nhẹ giọng nói em đừng khóc còn khóc nữa là sẽ khó chịu đó ăn cơm trước đi em hức anh anh xấu xa anh gọi em là tô nguyên tô nguyên cố gắng khắc chế tiếng khóc nấc của mình tiếp tục nói em không phải không phải nguyên bảo của anh nữa anh hu 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 đau lòng quá muốn khóc đó là vì tôi muốn nói cho em biết tôi tức giận rồi lục cần an ủi tô nguyên em biết rõ mình đang mang thai còn đi đánh nhau với người ta tôi ở cách em không xa mà em lại không tìm tôi giúp đỡ em có biết tôi sợ hãi cỡ nào không lỡ như em bị thương thì làm sao lỡ như tô nguyên không để cho lục cần nói xong đã hôn lên môi anh cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của người đàn ông này lúc nói ra những lời đó cơ thể còn đang khẽ run em xin lỗi lục cần em sai rồi tô nguyên vùi đầu mình vào trong l sao i ngực anh nghẹn ngào nói là em quá bồng bột sau này sẽ không như vậy nữa thật đó biết sai rồi thì ăn cơm đi hiện tại em không chỉ một mình nữa lục cần nói lấy bữa tối còn ấm nóng qua đút từng muỗng cho tô nguyên sau khi ăn xong tô nguyên sờ cái bụng phình ra của mình vô cùng mãn nguyện nói món cá này ngon lắm ngày mai em muốn ăn nữa ừm lục cần tô nguyên nhìn người đàn ông vẫn đang dọn dẹp chén đũa nhỏ giọng nói thật ra đứa bé này là của anh ừm Tôi biết, Lục Cần đầu cũng không ngẩng lên nói. Tô Nguyên, anh biết, Lục Cần, cái thai sắp được 10 tuần rồi, tính thời gian chắc là lần tôi phát tình kia. Mặc dù tôi biết pheromone của mình rất bá đạo, nhưng em là omega 100% của tôi, cho nên em có thể mang thai con của tôi. Dứt lời, Lục Cần đi đến bên cạnh Tô Nguyên, kéo người vào trong lòng mình, sau khi xem xong bảng báo cáo kiểm tra thì đoán ra được, nhưng tôi vẫn muốn em chính miệng nói cho tôi cho nên An An cũng là con của tôi đúng không? Em nói cha nó đã mất vào 5 năm trước chỉ để lừa tôi nhỉ? Tô Nguyên hừ hừ hai tiếng không nói gì. Xin lỗi, Nguyên bảo của tôi. Lục Cần ôm chặt người vào lòng, một mình em nuôi An An rất vất vả phải không? Ngày đó tôi hoàn toàn quên mất, không biết đã đâm vào bên trong, xin lỗi em. Tô Nguyên, được rồi, tha thứ cho anh đó, chuyện năm đó đã qua, không cho anh nhắc lại nữa. Sau khi truyền nước xong, lục cần đưa cả gia đình về nhà an an ngủ đến mơ mơ màng màng không hề hay biết mình đang ở đâu bị cha lớn của mình ném vào trong phòng ngủ sau đó lục cần ôm tô nguyên không ngừng cọ vào sau gáy của cậu tiểu nguyên bảo anh yêu em em cũng yêu anh lục cần em yêu anh tô nguyên cảm thấy ngón áp út của mình có hơi lạnh nên lấy nó ra từ trong bàn tay to lớn của lục cần dưới ánh trăng vật trên ngón áp út hiện lên rất rõ ràng anh chuẩn bị nó khi nào thế mấy ngày trước lục cần ủy hoài nói vốn anh định buổi tối tổ hôn em nhưng mà ừm kế hoạch không theo kịp sự thay đổi tô nguyên quay đầu lại tức xì khói nói vậy cũng không thể tùy tiện đeo lên cho em em còn muốn một chút cảm giác nghi lễ cảm giác nghi lễ sao lục cần nâng khóe môi lật người đè trên người tô nguyên dịu dàng hôn xuống cánh môi cậu bàn tay cũng không nghe lời sờ soảng khắp nơi không được đừng sợ anh không làm đến bước cuối cùng. Lục Cần cũng kiêng rẻ đứa bé, chỉ cỏ qua cọ lại những nơi có thể. chương 107, tuy rằng không làm đến cuối cùng, nhưng Tô Nguyên vẫn là bị dày vò không nói nên lời, cuối cùng mệt mỏi dã rời ngủ th ta ép đi. Lục Cần dùng khăn ướt lau người cho Tô Nguyên, anh nhìn bộ đồ ngủ trên tay, suy nghĩ một hồi quyết định ném sang một bên, hai người không mảnh áo che thân ôm nhau trên giường. Nguyên bảo, Lục Cần ghé vào tai Tô Nguyên thì thầm, Tô Nguyên dường như nghe thấy anh gọi, vùi mặt vào trong lòng Lục Cần. Mùi hương thoang thoảng của cây tùng bách hòa lẫn hương cam tràn ngập cả căn phòng, như sợ ánh trăng bên ngoài nhìn trộm người thương trong lòng, Lục Cần ôm chặt người vào lòng không để ánh trăng làm phiền. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn 10 giờ, Lục Cần vẫn cảm thấy ngủ chưa đủ, muốn Tô Nguyên ngủ nướng cùng mình. Ba, cha lớn, con đói rồi, con muốn ăn cơm. Tiếng gọi của con trai nhanh chóng đánh thức Tô Nguyên, cậu ngồi dậy rụi rụi hai mắt, quay qua nhìn Lục Cần vẫn còn nằm bên cạnh mình, rũi chân đạp anh, sao anh còn nằm đó, con trai đói rồi kìa. Đừng tưởng cậu không biết, Lục Cần đã dậy từ rất sớm, còn nghịch ngón tay cậu, chỉ có điều Tô Nguyên thực sự không ngủ đủ, nên cũng lười quan tâm đến anh. Lục Cần ủy khuất bò dậy, nằm sấp trên bụng của Tô Nguyên để chào buổi sáng bé con trong bụng, xong rồi đi làm bữa sáng hoành tráng cho con trai lớn. Tuy nhiên, trong bữa cơm Tô Tử An lại hiện rõ vẻ ủ rủ, rõ ràng đã rất đói lại không tập trung ăn cơm, Lục Cần chỉ tập trung vào Tô Nguyên, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của An An. Thấy hai người tình nồng ý điểm, không phải đút cho ăn thì là sờ bụng, Tô Tử An bĩu môi nói con muốn ăn thịt. Lục Cần tiện tay lấy đĩa thịt bên cạnh qua, nhưng anh không nhìn kỹ nên không nhận ra trên đĩa đã trống không. Tô Tử An tủi thân bĩu môi, thấy cha lớn ghé vào bụng ba, nghiêm túc hỏi, bé con à, đã ăn no chưa? Con ở trong bụng ba phải ngoan ngoãn đấy nhé. Tô Nguyên không có năng lượng, ăn cơm xong lại bắt đầu buồn ngủ, nên đã đứng dậy trở về phòng. Lục Cần Định dọn dẹp xong chén đũa thì vào cùng Tô Nguyên. Đột nhiên anh nhận thấy cơm thừa trong chén của An An còn rất nhiều, bèn lấy cái bánh kem nhỏ đi qua. Lục Cần đi đến bên cạnh An An, nhìn cậu nghiêm túc chơi xếp gỗ, cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi ở phía sau cậu. Đây là ba, đây là cha lớn, đây là con của hai người. An An âm thầm đặt người một nhà lại cùng nhau, đây là An An, nhưng mà An An không có ba và cha lớn nữa. Lục Cẩn nghe thấy vậy, vươn cánh tay kéo An An đến bên cạnh mình hỏi, vì sao An An không có ba và cha lớn nữa? An An nghe thấy tiếng Lục Cẩn, vẻ mặt không vui quay đầu đi, không chịu nói chuyện. Lục Cẩn nhẫn nại hỏi, An An không vui sao? Có thể nói cho cha biết nguyên nhân không? An An trầm mặc một lúc nói, "Cha có con của mình rồi, sẽ không thích con nữa." "Sao có thể?" Lục Cẩn cười nói, "Con cũng là con trai của cha, sao cha có thể không thích con được chứ?" "Nhưng mà con không phải là con ruột của cha nha." An An nói lớn, "Cha chỉ đối tốt với con ruột của cha thôi, đến khi đó cha và ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà, để con làm ăn xin trên đường." "Hu hu hu, cha cướp ba của con rồi, cha chính là đồ xấu xa." bây giờ còn nuôi thêm một bé xấu xa nữa, hu hu hu, con muốn ba con. Lục Cẩn ẩm Tô Tử An lên, đi đến trước mặt Tô Nguyên nói, Nguyên bảo, con trai em khóc rồi. Sao thế, Tô Nguyên lo lắng ngồi dậy, đưa tay bồng Tô Tử An qua hỏi, sao con khóc vậy An An? Cảm thấy khó chịu à, mau gửi tin báo cho Tiểu Ninh. Bà ơi, con, con không sao, An An ngửa mặt lên, lau nước mắt đứa nhỏ này cho rằng em có em bé sẽ không cần nó nữa. Lục Cẩn xoa xoa cái đầu nhỏ của An An nói, nó còn muốn biết cha ruột của mình là ai. Tô Nguyên liếc nhìn Lục Cẩn, dịu dàng nói với Tô Tử An, bé ngốc, sao ba có thể không cần con chứ, ba và cha của con đều rất thương con, trước đây là ba nói dối con, người này chính là cha con, không phải cha kế, con chính là con ruột của cha. Thật ạ, à, An An ngẩng đầu mở to cặp mắt còn vươn giọt lệ, Gương mặt nhỏ của cậu đỏ bừng vì khóc. Đương nhiên là thật rồi. Lục Cần nói, con xem chúng ta trông giống nhau như thế. Ai thấy cũng nói chúng ta như từ một khuôn đúc ra. Tô Tử An, nhưng cha không tốt với con. Cha bắt nạt con à? Tô Nguyên hỏi. Tô Tử An, cha không nấu bữa sáng cho con. Con đói lắm luôn, không dễ gì mới có cơm ăn. Cha còn không cho con ăn thịt. Ai, thằng nhóc thối này đừng có vụ oan cho cha nha. Lục Cần lập tức phản bác con nói muốn ăn thịt cha đã đưa đĩa thịt cho con rồi. Tô Tử An, nhưng cái đĩa đó hết rồi, ba xem đó, cha không hề quan tâm con chút nào. Tô Nguyên nâng tay lên gõ đầu lục cần một cái, anh quan tâm con trai nhiều hơn đi. Sức khỏe nó vốn không tốt, lần sau không được để con trai đói nữa. Còn không phải hôm qua anh hầu hạ em tới hơn 3 giờ sáng mới ngủ sao. Lục cần nhỏ giọng lầu bầu, dù nhỏ nhưng vẫn bị Tô Nguyên nghe thấy. Cậu cũng không khách khí, trực tiếp đạp anh một đạp, sau này anh ra sofa ngủ cho em. Đừng mà, miếng thịt vừa đến tay, sao lại bay đi rồi, Lục cần muốn bao nhiêu ủy khuất là có bấy nhiêu ủy khuất. Tô Tử An nhìn thấy thì len lén ở bên cạnh cười trộm. Cuối cùng, hai cha con đều bị đuổi ra khỏi phòng. Gọi một cách mỹ miều là cùng nhau đi mua sắm, thật ra là để thúc đẩy tình cảm giữa hai cha con. Độ hót của hai cha con không hề giảm đặc biệt là vụ triệu tân dương vô tù gần gây cũng có liên quan đến lục cần cho nên một lớn một nhỏ lựa chọn một siêu thị không quá đông cha ơi tô tử an đi đến trước cửa hàng bán quần áo nhìn quần áo gia đình trong mắt đầy vẻ thích thú nên kéo áo của lục cần muốn vào xem bên trong cửa hàng có đầy đủ các loại quần áo mới lạ có kiểu gấu trúc cũng có tây trang làm tô tử an rất khó chọn lựa cuối cùng vẫn là cha cậu vẫy tay một cái lấy hết tất cả những bộ Tô Tử An đã nhìn chúng. Tô Tử An chọn tổng cộng 4 bộ, cậu không quên trong nhà còn có một em bé nữa, sau này có thể cho bé mặc. Hai cha con vui vẻ tiếp tục đi dạo, tình cờ gặp được Giang Thành và Tử An. Tử An nhìn thấy An An yêu dấu liền tiến lên hôn cậu một cái, cười hỏi An An yêu dấu đi mua gì đó. Tô Tử An, đi mua quần áo à? Chú Tử cũng mua quần áo sao? Cái này là cho em bé mặc sao à? Ồ, cái này là chuẩn bị cho bé con nhà tôi hả? Lục Cần tiến lên hỏi. Giang Thành, nằm mơ đi. Không phải, Lục Cần nhớ mày, lại nhớ tôi dáng vẻ lo lắng của Giang Thành khi Từ An ôm An An liền hiểu rõ. Từ An có tin vui rồi sao? chương 108, Từ An là beta thuộc về thể chất khó mang thai. Vốn dĩ anh và Giang Thành đã chuẩn bị cả đời không có con, nhưng không ngờ rằng Từ An đã mang thai. Giang Thành kích động trực tiếp đẩy lùi công việc ra sau, hắn định cùng Từ An dưỡng thai. Lục Cẩn về nhà liền nói tin tốt này với Tô Nguyên, Tô Nguyên nghe xong cũng vui mừng cho Từ An. Cậu biết hai người họ đã mong chờ đứa con từ rất lâu rồi, cũng coi như được như ý nguyện. Điều cậu không ngờ là, mới qua chưa được bao lâu, hai người này lại cãi nhau. Ngày hôm đó ngay ngày trời đổ mưa, Tô Nguyên loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa bèn gọi Lục Cẩn ra mở cửa không ngờ hóa ra là Từ An đến, cả người ước nhẹp trông nhích nhác vô cùng. Vừa nhớ ra Từ An cũng đang mang thai, Tô Nguyên lập tức để cậu đi tắm rửa, tiện thể bảo Lục Cần nấu cho anh một tách trà gừng. Từ An tắm xong đi ra ngồi trên sofa, vẻ mặt xấu hổ nói, muộn vậy rồi còn làm phiền em, hai người đi ngủ đi, tôi sẽ đến phòng khách nghỉ ngơi. Anh thế này rồi, sao em có thể an tâm đi ngủ chứ? Tô Nguyên nhíu mày hỏi, khuya như vậy, sao anh lại đột nhiên dầm mưa chạy đến đây có phải anh đã quên trong bụng mình còn có em bé không giang thành đâu em phải nói chuyện tử tế với cậu ta vừa nghe thấy cái tên này sắc mặt từ an càng kém hơn tô nguyên cũng nhìn ra được nhỏ giọng hỏi hai người cãi nhau rồi ừm từ an gật đầu tô nguyên khó hiểu hỏi vì sao anh đã mang thai cậu ta không biết nhường anh sao ha cậu ta cũng đâu thiếu con cái từ an thờ ơ nói được rồi Tiểu Nguyên, đã khuya lắm rồi, em đi ngủ đi. Thấy dáng vẻ không chịu nói của Từ An, Tô Nguyên cũng không còn cách nào, chỉ đành quay về phòng, trước khi đi còn không ngừng dặn dò, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm nha. Bởi vì vẫn luôn lo lắng chuyện của Từ An, Tô Nguyên cũng không ngủ nướng, trời vừa sáng đã thức dậy. Sau khi ngủ một giấc, Từ An rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Dùng bữa sáng xong, Lục Cần đưa An An đến trường trước, Tô Nguyên cũng định đi hỏi chuyện của Tử An, đột nhiên chuông cửa vang lên, Tô Nguyên tưởng là Lục Cần để quên đồ nên về lấy, nhanh chóng đi mở cửa. Nhưng bị Tử An ngăn lại, nếu người đến là Giang Thành thì bảo cậu ta cút đi. Tô Nguyên nhìn qua mắt mèo, người đến quả đúng là Giang Thành, trông nhích nhác cô thể nhìn nổi, chắc là cả đêm không nghỉ ngơi tử tế đi. Dường như nghe thấy động tĩnh bên trong nhà, Giang Thành đập cửa mạnh hơn, Tiểu Nguyên, Tiểu An có ở đây không? Tiểu An, Tô Nguyên do dự một hồi nói, anh ấy hiện đang rất tức giận, không cho tôi mở cửa. Giang Thành lớn tiếng hét vào, "Tiểu An, tin em đi, em thật sự không có, đứa nhỏ đó thật sự không phải là con em đâu." "Đứa nhỏ? Đứa nhỏ gì?" Tô Nguyên nghi ngờ nhìn sang Từ An, dùng ánh mắt hỏi, "Xử lý thế nào?" "Mặc kệ cậu ta, bảo cậu ta cút." "Được rồi," Tô Nguyên nói với ngoài cửa, "Từ ca nói, bảo cậu cút." Anh ấy không muốn để ý đến cậu. Tiểu An, anh tin em đi, em. Giang Thành, Tô Nguyên nói, cho dù đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng nên về giải quyết trước rồi hãy giải thích với Từ ca, hiện giờ anh ấy đang mang thai, đừng để anh ấy tức giận. Bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó trợ lý Tiểu Ngô đã đuổi tới, nói hết lời mới khuyên Giang Thành về được. Tô Nguyên cũng nhịn không được đi đến bên cạnh Từ An hỏi, "Từ ca, hai người rốt cuộc làm sao vậy?" đứa nhỏ gì chứ? Từ An, em còn nhớ Trình Nguyên không? Nhớ, sao vậy? Lại là cậu ta, Tô Nguyên nhíu mày, đã qua nhiều năm như vậy, sao người này lại xuất hiện rồi? Từ An cười khẩy, người này à, cậu ta dẫn theo con của Giang Thành trở về, đúng thật là quá buồn cười mà. Năm đó tại sao lại dễ dàng tin tưởng cậu ta với Trình Nguyên không có gì được chứ? Những lời giải thích mà cậu ta đưa ra chắc cũng là giả đi. Cậu ta dẫn theo con của Giang Thành. Tô Nguyên đơ người, sao có thể như vậy? Giang Thành từng nói, cậu ấy không có gì với Trình Nguyên mà. Từ An, ngày đó anh vừa khám thai về thì nhìn thấy Trình Nguyên với Giang Thành đang ngồi trên sofa nói chuyện. Anh muốn núp vào nghe thử, nhưng lại không ngờ, ha. Anh Thành, Trình Nguyên quỳ gối trên sàn, ôm chân Giang Thành khóc lóc nói, em cũng không muốn quay lại, nhưng tiểu tề nó nhớ cha rồi, nó đã được 6 tuổi, em không muốn để cả đời nó không gặp được cha của mình. Anh Thành, em cầu xin anh, anh chấp nhận tiểu tề được không, anh cứ nói đứa nhỏ này là anh nhận nuôi. Đứa nhỏ đang đứng bên cạnh bị Trình Nguyên kéo xuống, mau kêu cha. Tiểu tề bị động tác này của Trình Nguyên làm cho sợ hãi, nhỏ giọng gọi cha. Từ an ngồi xổm cạnh tủ giày, móng tay của mình cắm sâu vào da thịt anh cũng không cảm thấy đau. Năm đó Giang Thành giải thích với anh nói Trình Nguyên là Omega của anh trai cậu ta, nên sẽ không chạm vào, nhưng hiện giờ con trai đã tìm đến cửa mình thật ngu ngốc khi tin lời giang thành nói trình nguyên giang thành mắng nhiếc nói tôi cảnh cáo cậu cậu mau chóng dắt con của cậu rời khỏi chỗ này em sẽ đi anh thành em chỉ muốn để tiểu tề gặp mặt anh trình nguyên van xin nói anh thành anh ôm tiểu tề đi được không nó còn nhỏ như vậy nhưng vẫn luôn không có cha nó thật sự rất nhớ anh chỉ cần ôm nó một cái thôi tiểu tề bị trình nguyên ngắt mạnh một cái bỗng chốc nước mắt rơi xuống Tuổi thân nhìn Giang Thành nói cha, ôm con. Giang Thành không thể chịu được, thấy đứa nhỏ đáng thương nên vươn tay ôm nó vào lòng. Dường như cảm thấy được ấm áp, tiểu Tề khóc càng lớn hơn, miệng cũng không ngừng gọi, "Cha ơi, cha, con nhớ cha lắm, vì sao cha không cần con nữa? Tại con không ngoan sao? Bà nói con nghe lời thì cha sẽ về, cha ơi con sẽ ngoan mà, cha đừng bỏ con." "Tôi, anh Từ, anh ở đó làm gì vậy?" Từ An quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Ngô đứng ở cửa, trên tay còn cầm theo tờ báo cáo. Dường như nhớ đến gì đó, Từ An đưa tay giật lấy báo cáo đó qua, trên đó viết là giấy chứng nhận quan hệ cha con. Chứng minh rằng đứa nhỏ đó thật sự là con của Giang Thành. Giang Thành nghe thấy động tính, đẩy Tiểu Tề ra chạy đến cửa, muốn giải thích lại không biết nên giải thích thế nào. Tiểu An, em, câm miệng, Từ An đẩy Giang Thành ra, Giang Thành, cậu được lắm, kim ốc tàng kiều thật đúng là lợi hại, kịch bản hiện tại là gì? Tiểu tam dắt con tìm đến cửa, có phải tôi nên phối hợp với cậu chủ động biến mất không? Giang Thanh lo lắng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ lòng như cho tàn của Từ An như vậy, không phải như vậy đâu, Tiểu An, đứa nhỏ này, em. Đứa nhỏ này là con cậu, tôi biết rồi, cũng đã nhìn thấy, chúc một nhà các người hạnh phúc mỹ mãn. Từ An nói xong, không màn tất cả chạy ra bên ngoài. Cậu nghĩ mình còn tiếp tục ở lại đây chỉ có thể làm trò cười. Ngoài trời đang đổ mưa, nhưng anh không còn cảm giác gì nữa, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả. Chương 109, đứa bé đó thật sự là con của Giang Thành, Tô Nguyên không dám tin hỏi. Từ An gật đầu, lúc đó anh tận mắt nhìn thấy tờ giám định trên tay Tiểu Ngô. Tô Nguyên cũng không có tự tin, mặc dù cậu tin Giang Thành sẽ không làm ra chuyện này, nhưng hiện thực bày ra trước mắt cậu thật sự không có cách nào thuyết phục từ an nhưng anh trốn tránh cậu ấy như vậy cũng không phải cách chuyện này phải được giải quyết tô nguyên nói giải quyết từ an sờ vào bụng mình đứa bé này anh không dễ gì có được giải quyết bằng cách nào giang thành làm như thế đã không còn cách nào nữa rồi chẳng lẽ muốn anh ép buộc trình nguyên rời đi sao đứa nhỏ kia cả đời sẽ không có cha tô nguyên trầm mặc cậu cũng không biết nên nói thế nào cho dù có ra sao chuyện này quả thực không có phương án giải quyết êm đẹp ha tự an nói tiếp ngày mai em đi cùng anh phá đứa bé này đi từ ca tô nguyên nghe thấy lời này hồi hộp trong lòng anh nói lời ngốc nghếch gì vậy đứa bé này anh đã chờ mong nhiều năm sao có thể phá được anh vậy anh có thể làm gì tự an lớn giọng nói cách tốt nhất bây giờ chính là anh phá đứa bé này sau đó sẽ chia tay với giang thành giang thành như vậy sao anh có thể sống cả đời với hắn chứ Hắn đã dối gạt anh 5 năm, trong 5 năm này anh vẫn luôn tin tưởng hắn, nhưng hắn thì sao? Đúng lúc lục cần về nhà, nghe thấy lời này, anh đi qua cười nói, hai anh bầu, hai người hiện đang có em bé đấy nhé. Cảm xúc không thể quá kích động đâu, tôi đã mang cơm về rồi, qua ăn cơm trước đi. Hai người cứ ăn đi, tôi về phòng trước đây. Từ An đứng dậy, mặc kệ lời khuyên ngăn của Tô Nguyên, trực tiếp về phòng lục cần đi lại hỏi tô nguyên em có nghe ngóng rõ sự tình không bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy tô nguyên lập tức nói hết rõ ràng dành mạch sự tình cho lục cần nghe chuyện này khó xử nha lục cần khều khều mũi luật pháp quốc gia có quy định nếu omega mang thai sinh con alpha phải có trách nhiệm nếu như giang thành không muốn chịu trách nhiệm đảm nhận vai trò làm cha thì sẽ bị kết án đương nhiên nếu như trình nguyên không bắt alpha chịu trách nhiệm vậy thì không có chuyện gì cả. Nhưng tình thế trước mắt, Trình Nguyên muốn lấy đứa bé để ràng buộc Giang Thành, vậy Giang Thành khẳng định sẽ không đồng ý, chuyện này chắc hẳn từ ca cũng rõ, nên mới muốn phá bỏ đứa bé. Tô Nguyên phiền muộn vò đầu bứt tóc, thằng đó đúng thật là không phải thứ gì tốt, Giang Thành có lòng tốt thu nhận giúp đỡ hắn, không ngờ hắn lại báo đáp Giang Thành như vậy. Vậy mới nói, không nên làm việc tốt một cách mù quáng, nếu muốn làm việc tốt cũng phải sử dụng đúng cách lục cần vươn tay sửa sang lại tóc cho tô nguyên hiện tại việc này cũng chưa đến mức tồi tệ trên mạng cũng chưa đăng tin này em có thể hỏi giang thành trước ngộ nhỡ có thể xoay chuyển tình thế thì sao tô nguyên thở dài còn có thể xoay chuyển gì chứ chuyện này đã chắc như đinh rồi vậy thì chu cấp tiền nuôi dưỡng đi lục cần đề nghị nói luật pháp không quy định bắt buộc phải kết hôn với omega nhưng phải chịu các chi phí tương ứng không ổn lắm giang thành bây giờ là nhân vật của công chúng nếu cậu ấy không cưới trình nguyên vậy nhân khí của cậu ấy sẽ mất tô nguyên phân tích nếu trình nguyên thêm mắm thêm muối nói mình bị giang thành cưỡng bức vậy cuộc sống của giang thành coi như bị hủy cái vòng này không còn chỗ cho cậu ấy không những thế cậu ấy còn phải bồi thường tiền hợp đồng tương ứng khả năng cao phải ngồi tù chợt rắc rối thật lục cần nói tô nguyên liếc lục cần một cái hư lạnh nói vậy nên chỉ cần an pha có thể kiềm chế bản thân thì chuyện rách gì cũng không có nếu mà anh làm ra chuyện như vậy em sẽ tẫn chết anh sau đó tự sát nguyên bảo của anh anh xin thề tuyệt đối không có chuyện đó lục cần vội dơ ba ngón tay lên nói anh tuyệt đối không có con riêng cũng không chạm qua omega khác nếu có anh sẽ bị thiên lôi đánh không được chết yên im miệng tô nguyên lấy tay che miệng lục cần lại không cho anh nói xong em tin anh không cho phép anh ăn nói lung tung. Được được được, anh biết ỏi, yêu em, cô cương của anh, Lục Cần trực tiếp bế người đặt lên đùi mình, thuận thế bày tỏ cái hôn với cậu. Vấn đề trước mắt chính là từ ca muốn phá bỏ đứa bé, nhưng đứa bé này không dễ gì có được, em sợ sau này anh ấy sẽ hối hận. Tô Nguyên nhịn không được lại yêu sầu, ban đầu từ An đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy, cậu thực sự không thể không lo được. Lục Cần nghĩ ngợi rồi nói, vậy em chủ động chút, giúp cậu ấy đặt lịch hẹn với bệnh viện, sau đó em sẽ. Lời vừa dứt, Tô Nguyên đã nhéo mạnh vào người Lục Cần, tức giận nói, Lục Cần. Anh sao vậy hả, không hiểu ý của em phải không? Ai dô, Lục Cần xoa xoa bắp thịt bị nhéo đau, cực kỳ ấm ức nói, Nguyên bảo, em nghe anh nói xong cái đã. Em giúp cậu ấy đặt lịch hẹn hả từ ninh ấy, sau đó lừa từ An nói đã phá bỏ đứa nhỏ rồi, chờ đứa bé lớn hơn chút. Chắc hẳn Từ An sẽ không muốn phá nữa. Tô Nguyên nghe xong, cảm thấy cách này của Lục Cần dường như khả thi, tiến tới cho anh một cái hôn, thương xót nói, có phải bị nhéo đau rồi không, xin lỗi chồng nha, em sai rồi, em thổi cho anh. Hừm hừm, Lục Cần không vui nói, đừng tưởng như vậy là xong, hôm nay em không hầu hạ anh cho tốt. Chuyện này anh không bỏ qua đâu, anh muốn thế nào, Lục Cần nở nụ cười xấu xa, kề sát bên tai Tô Nguyên nhỏ giọng nói. Đồ háo sắc sao đầu anh toàn là mấy thứ này không thế? Tô Nguyên đỏ mặt đẩy Lục Cần ra. Đêm hôm đó, Tô Nguyên vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Lục Cần, cả đêm mơ mơ màng màng. Ngày hôm sau, Tô Nguyên ê ẩm cả người, thế là đến buổi trưa mới dậy ăn cơm. Nhìn từ an sắc mặt tiều tụy ngồi trên sofa, Tô Nguyên đi lại hỏi, sao sắc mặt của anh kém như vậy, anh như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Trình Nguyên công bố rồi, cái gì, Tô Nguyên đơ người. Từ An, trên mạng đã bùng nổ rồi, Trình Nguyên trực tiếp tìm truyền thông tiết lộ chuyện của đứa nhỏ, hắn còn đăng kèm ảnh giấy xét nghiệm quan hệ cha con, hiện tại Thanh tra đã đưa Giang Thành đi rồi. Tô Nguyên nghe xong lập tức mở điện thoại, hot search trên mạng toàn bộ đều là Giang Thành. Giang Thành con riêng, cha nam không chịu trách nhiệm. Nam thần đột nhiên biến thành cha nam, Giang Thành Trình Nguyên, còn có cư dân mạng quay được một số video bất lợi cho Giang Thành. Mấy video này minh chứng cho tính xác thực của vụ việc, lần này Giang Thành thật sự xong đời rồi. Tô Nguyên mở video ra xem, Trình Nguyên khóc lóc quỳ trên sàn, cầu xin hắn thu nhận đứa bé bên cạnh, nhưng thái độ của Giang Thành rất kiên quyết, mặt đen xì trực tiếp quay lưng rời đi, nhốt hai ba con kia ở ngoài cửa, cái video này quay rất rõ nét, còn có cả chế độ xem 18 p Mẹ kiếp, Trình Nguyên định cá chết lưới rách sao, Tô Nguyên phiền não xem hot search vậy hiện giờ Giang Thành thế nào rồi? Từ An, đã bị nhốt ở sở cảnh sát rồi, chờ ngày mở phiên tòa. chương 110, Tô Nguyên cũng không ngờ video lại có sức ảnh hưởng như vậy. Cậu suy nghĩ kỹ rồi nói, từ ca, anh đặt chuyện khác xuống trước, hãy cùng Giang Thanh nói chuyện tử tế với nhau. Em đi tìm Trình Nguyên, sự việc còn chưa đến bước đường cùng, nhất định vẫn còn xoay chuyển được. Từ An do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, anh thực sự không thể buông bỏ Giang Thành, nhìn hắn vào tù bản thân anh vẫn sẽ đau lòng. Chỉ vài ngày không gặp, Giang Thành đã gầy đi rất nhiều, hắn nhìn thấy Tự An cũng chỉ nghĩ anh đến có ý đồ, không cho anh cơ hội mở miệng. Tự An, tôi cảnh cáo anh, nếu anh phá đứa bé đi, chúng ta sẽ không thể quay lại được nữa. Tự An đơ người, sau đó cúi đầu nở nụ cười bất đắc dĩ, Giang Thành. Cậu biết mà, đứa bé này không thể giữ lại, cách tốt nhất vào lúc này chính là tôi đi, trình nguyên là Omega pháp luật sẽ thiên vị hắn chứ không phải tôi. Giang Thành, cậu đừng có kháng cự nữa, sau này tôi cũng sẽ không có bất cứ dây dưa gì với tổ, cậu cứ sống tốt với Trình Nguyên. Từ An, Giang Thành lớn giọng cắt ngang lời Từ An, hắn tức suýt nữa cắn mẻ răng, người ở trước mắt hắn đã yêu 10 năm, suốt 10 năm, sao anh có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy? Đứa nhỏ Trình Nguyên sinh chưa kể có phải là của tôi hay không, cho dù là phải, có đánh chết tôi cũng không nhận tôi không có bất kỳ tình cảm nào với hắn, dựa vào cái gì anh muốn tôi sống với hắn cả đời. Giang Thành phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ An, đôi mắt đỏ ngầu làm người ta nhìn đã thấy sợ hãi. Từ An trầm mặc không nói, anh cũng không muốn nhường người mình yêu cho kẻ khác, nhưng nếu không làm như vậy, người anh yêu sẽ phải vướng vào vòng lao lý. Giang Thành vươn tay ôm lấy Từ An, giọng điệu thoáng cái đã dịu đi, lúc cất lời còn mang theo nghẹn ngào, Tiểu An, cầu xin anh, đừng không cần em mà, Em sẵn sàng ngồi tù, nhưng em thật sự không thể chịu nổi ngày tháng sau này không có anh, như vậy có khác gì anh muốn mạng sống của em chứ? Giang Thành, xin lỗi. Nhìn Giang Thành yếu đuối như vậy, Từ An bỗng chốc hiểu ra, bản thân vẫn luôn ép buộc Giang Thành nhận đứa bé kia, rồi ở bên Trình Nguyên, nhưng Giang Thành thì sao? Hắn đã chiến đấu hết mình với tình yêu của mình, mà anh lại đối xử với hắn như vậy. Tôi hiểu rồi, cậu ngồi tù, tôi sẽ ở nhà chờ cậu được ra ngoài không ép cậu nữa. Thời gian thăm gặp người thân rất nhanh đã hết, Từ An bất đắc dĩ bị buổi ra ngoài, có điều bản thân anh đã xác định được con đường trong tương lai, bây giờ anh cũng đã có con, dù có thư kiện, anh ít nhiều cũng có cơ hội thắng, chỉ bằng liều một lần cuối cùng. Một nhà trình nguyên trước mắt được sắp xếp ở trong một căn nhà khác của Giang Thành, Tô Nguyên biết mật mã căn nhà ấy, nên cậu tiến vào rất thuận lợi, đồng thời cũng nhìn thấy đứa nhỏ kia. Nó rất giống trình nguyên, nhưng sắc mặt không được tốt trắng bệch không có chút thần sắc cái chán còn nhô lên trông giống như bé đầu to chú mô tối nay chúng ta sẽ ăn gì vậy ạ à? con muốn ăn sườn xào chua ngọt tiểu tề cười hỏi được tối nay sẽ làm món này tô nguyên ngây người chốc lát cậu không ngờ tiểu mô lại rất thân với đứa nhỏ này nghe lời này chắc là tiểu mô đã không ít lần làm đồ ăn cho hai ba con này tiểu mô cười rồi ra khỏi phòng bếp định đưa trái cây cho tiểu tề không ngờ đột nhiên nhìn thấy tô nguyên ở cửa cậu ta bị dọa suýt chút ngã ngồi trên đất tô nguyên sao cậu đến đây tiểu ngô có hơi căng thẳng hỏi còn chưa đợi tô nguyên trả lời đã bắt đầu giải thích nói tôi nghe theo sự sắp xếp của anh thành đến nơi này chăm sóc cho ba con trình nguyên nghe theo sự sắp xếp của giang thành giang thành sao lại sắp xếp trợ lý của mình đi chăm sóc trình nguyên còn đích thân làm cơm lẽ nào giang thành thật sự ăn trong bát nhìn trong nồi sao vẫn không buông trình nguyên được vừa nghe thấy vậy tô nguyên đã tức sắp nổ phổi ý nghĩ muốn nói chuyện tử tế với trình nguyên thoáng cái tiêu tan chú ngô chú này là ai vậy chú ấy đến tìm ba con sao nhưng ba con ra ngoài rồi cha lớn cũng không ở đây tiểu tề đứng dậy nói với tô nguyên hay là chú lần sau lại đến giam thành đờ mờ cậu đúng là tên khốn nạn ngồi tù là đáng chợt tô nguyên xoay người rời đi không quay đầu lại Tô Nguyên về đến nhà, nhìn thấy Từ An ngồi trên sofa, nhất thời sững sờ, Từ ca sao vẫn còn ở nhà? Lẽ nào anh ấy không đi tìm Giang Thành? Không đi cũng tốt, bất bị tên khốn đó lừa. Từ An chú ý thấy Tô Nguyên đã về, cười nói, em nói chuyện thế nào rồi? Không ra sao cả, em không gặp được người đã về rồi. Tô Nguyên tức giận nói, mẹ kiếp, em thật sự là mù mắt mới cảm thấy Giang Thành là người tốt, đúng là tức chết em mà. Sao vậy?" Từ An khó hiểu hỏi. Tô Nguyên cứng nhắc, cậu vừa tức vừa chửi trong lòng, không ngờ lại mắng thành tiếng. Cậu nghĩ chuyện này trước sau gì Từ An cũng biết, đau dài chẳng bằng đau ngắn, mình che giấu như vậy sẽ khiến Từ An càng tổn thương nhiều hơn. "Tô Nguyên, Từ ca, hôm nay em đến đó mặc dù không nhìn thấy Trình Nguyên, nhưng em đã gặp được Tiểu Ngô." "Tiểu Ngô?" Từ An nhíu mày, anh không thể hiểu vì sao Tiểu Ngô lại ở nơi đó. Vâng Tô Nguyên gật đầu, Tiểu Ngô còn làm cơm cho thằng bé kia, lúc đó em tức điên, Tiểu Ngô giải thích với em nói là Giang Thành sắp xếp, Giang Thành không phải là một chân đạp hai thuyền sao. Tức chết em mà, Từ An nghe vậy cũng hơi tức giận, có điều anh rất nhanh đã bình tĩnh lại, không đúng, nếu như là vậy, Giang Thành vì sao còn bị bắt, hắn trực tiếp thừa nhận không phải được rồi sao. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cách này ép anh đi, Tô Nguyên suy đoán, nhưng lập tức phủ định cũng không có khả năng a à. giang thành thích anh ai có mắt đều sẽ nhìn thấy không cần phải chơi lớn như vậy nếu không phải thế vậy vì sao phải sắp xếp tiểu ngô chăm sóc bọn họ nếu quả thật chán ghét hai ba con đó trực tiếp nuôi thả không quản không phải được rồi sao vậy thì có khả năng tiểu ngô có vấn đề lục cần đột nhiên lên tiếng làm tô nguyên giật cả mình sao anh lại ở nhà lục cần xoa đầu tô nguyên anh vẫn luôn ở trong phòng bếp vừa rồi hai người nói gì anh đều nghe hết, vấn đề lớn trước mắt chính là tiểu ngô, cậu ta xuất hiện quá kỳ lạ. Nếu tiểu ngô có vấn đề, vậy có khi nào tất cả mọi chuyện đều là cậu ta với trình nguyên dở trò quỷ? Từ An nói, Tô Nguyên, góc quay khi đó rất rõ, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, nhưng trong camera lại không có bóng dáng của tiểu ngô, chẳng lẽ là do cậu ta quay? Nếu không sao có thể có người biết chuyện này sẽ xảy ra mà quay đến nơi đến trốn như vậy. Lục Cần cũng nghĩ có khả năng này, ngay lập tức lấy máy tính bảng ra làm một loạt thao tác. Quả nhiên, cái ớp này là của Tiểu Ngô, bên dưới còn có lịch sử truyền khoản của một số tài khoản tiếp thị. Lục Cần xoay máy tính bảng lại cho hai người xem. Tô Nguyên có hơi kinh ngạc nhìn Lục Cần, sao em lại không biết, anh vậy mà còn có thuộc tính hacker. Chương 111, nhưng vì cơ gì Tiểu Ngô phải cùng với Trình Nguyên chơi giang thành chứ? Tô Nguyên nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau? Từ An lắc đầu, chắc là không quen biết, Tiểu Ngô đã theo Giang Thành 10 năm, cơ bản chính là khi hắn vừa debut đã đi theo, mà Trình Nguyên đột nhiên xuất hiện, khi ấy Tiểu Ngô còn hỏi anh Trình Nguyên có lai lịch gì, không giống như đã quen. Không quen vậy vì sao phải phản bội Giang Thành đi chăm sóc cho một nhà Trình Nguyên kia chứ? Cũng không thể nói là thấy bọn họ đáng thương đi, Tô Nguyên thực sự nghĩ không thông, một người là trợ lý 10 năm, một người lại chỉ gặp mặt mấy lần nghĩ thế nào cũng không đúng a à. được rồi ăn cơm trước đi lục cần tắt máy tính chuyện này ngày mai chúng ta lại nghĩ tiếp còn không ăn thì cơm nguội đó tô nguyên đứng dậy bảo tô tử an đang xem tivi lại chỗ cậu cùng nhau ăn cơm trên bàn ăn ai cũng rất trầm lặng vào lúc này hạ tử ninh gọi điện thoại đến tiểu nguyên khám thai mà cậu nói định khi nào sẽ đến bên này đã đặt lịch hẹn cho ngày mai và ngày kia cậu xem có rảnh không? Tô Nguyên ngớ người một lúc mới nhớ ra mình hẹn khám thai giúp Từ An, cậu lặng lẽ nhìn sang Từ An hỏi, "Từ ca, anh còn đi không?" "Đi." Từ An gật đầu, đứa bé này anh định giữ lại, có điều mấy ngày nay không có quan tâm đến nó, đúng lúc làm kiểm tra cũng có thể an tâm một chút. Nghe thấy câu trả lời này, Tô Nguyên bèn định thời gian với Hà Tử Ninh, sáng ngày mai sẽ qua đó làm kiểm tra. Hai người cùng đến bệnh viện, Hà Tử Ninh chào đón nhiệt tình hai người đến rồi phòng khám đã chuẩn bị xong hai người ai kiểm tra trước từ ca anh kiểm tra trước đi tô nguyên đẩy từ an qua đó từ an cũng không từ chối ý tốt của tô nguyên nên vào kiểm tra trước tô nguyên ngồi chờ cũng chán định lướt điện thoại một lát xem tiến triển của tin mới nhất trình nguyên vì lấy được thiện cảm của công chúng liên tục dẫn tiểu tề bôn ba khắp nơi trên các nền tảng trực tuyến lớn đều có hình ảnh của hai ba con họ tô nguyên xem mà phiền muộn trong lòng Hạ Tử Ninh tuy không thích xem mấy tin tức này, nhưng thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Tô Nguyên, không khỏi hiếu kỳ thò đầu qua xem. Sắc mặt của thằng bé này kém như vậy, ba nó còn dẫn đi khắp nơi. Nhẫn tâm thật đấy, Hạ Tử Ninh nhìn sắc mặt thằng nhỏ, rồi lại nhìn sang người ba nhẫn tâm kia, vẻ mặt hiển nhiên là ghét bỏ. Tô Nguyên nghe thấy vậy, dường như có hứng thú hỏi, tôi từng gặp mặt thằng bé này, sắc mặt rất nhợt nhạt, chán còn nhô ra, trông như bé đầu to vậy. Không đúng nha, Hạ Tử Ninh nhìn kỹ dáng vẻ của Tiểu Tề trong video, tiếc là trong video Tiểu Tề đang cúi đầu, nhìn không được rõ lắm, đành phải hỏi Tô Nguyên, có phải chán nó nhô ra, gò má cao, sống mũi tẹt, khoảng cách hai mắt rất rộng. Tô Nguyên cẩn thận nhớ lại một hồi, ừm, gần gần giống như cậu hình dung. Hạ Tử Ninh nghiêm túc nói, thằng nhỏ này chắc chắn bị bệnh. Tô Nguyên, bệnh gì? Hạ Tử Ninh, thalassemia thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh thiếu máu do tan máu. Do một trong các bất thường di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Khi lượng hồng cầu trong máu tụt thấp, một dạng hemoglobin bất thường sẽ được tạo ra, có hai đặc điểm nổi bật nhất là thiết máu và ứ sắt trong cơ thể. Người mắc bệnh thalassemia do di truyền gen bệnh là bố, mẹ hoặc cả hai. Nhiều trường hợp người cho gen bệnh thalassemia không thể hiện bệnh nhưng trẻ sinh ra mang gen lại ở thể nặng với nhiều biểu hiện phức tạp. Tô Nguyên, đó là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Hà Tử Ninh giải thích, một loại bệnh thiếu máu tán huyết mãn tính di truyền, phát hiện sớm còn đỡ, nhưng nhìn mặt mày của thằng nhỏ này đoán chừng là bệnh không nhẹ. Di truyền, Tử An vừa vặn làm kiểm tra xong đi ra thì nghe thấy lời Hà Tử Ninh nói, thoáng cái sắc mặt trắng bệch, Tôi hiện tại đang mang thai liệu có kiểm tra ra không? Có thể kiểm tra, Hà Tử Ninh nói, anh từ có bệnh sử này sao? Từ An lắc đầu, không có. Hà Tử Ninh cười nói, anh không có thì căng thẳng làm gì, anh đừng có nghe thấy bọn tôi nói chuyện thì bị dọa sợ, bình thường chỉ cần bổ sung thêm vitamin B9 là được. Tô Nguyên hiểu nỗi lo của Từ An, hỏi, chẳng lẽ Giang Thành từng mắc bệnh này? Từ An im lặng một lúc nói, anh không biết, Giang Thành Hà Tử Ninh hỏi, "Là cậu Giang thành từng tham gia chung chương trình kia sao?" Tô Nguyên gật đầu, Hạ Tử Ninh nói tiếp, "Nếu cậu ta chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc cũng không có bệnh sử này, người từng mắc bệnh này, nhìn khuôn mặt cũng có thể phân biệt đôi chút, nhưng với gương mặt của cậu ta, tôi có thể xác định 100% là không có bệnh." Vậy thì tốt quá rồi, hai người thoáng thả lỏng. Từ An đột nhiên nghĩ đến gì đó, lấy điện thoại ra hỏi, "Vậy cậu xem giúp tôi người này." người trong ảnh là Tiểu Ngô. Hạ Tử Ninh nhận điện thoại, người này gương mặt chữ điền, chán và xương gò má cũng hơi cao, khoảng cách giữa hai mắt cũng khá rộng, mũi trông cũng hơi tẹt, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là lớn lên như vậy, không phải liên quan đến bệnh Thalassemius. Có điều người mắc phải bệnh này sắc mặt đều khá nhợt nhạt, hai người có thể để ý nhiều hơn chút. Cảm ơn, Tử An nghe lời phân tích của Hà Tử Ninh xong, kích động đến rưng rưng nước mắt, lời này của cậu giúp ích cho tôi rất nhiều. Tô Nguyên cũng hiểu ra, Từ An đưa ảnh này cho Hạ Tử Ninh xem, chính là hoài nghi tiểu tề là con của tiểu ngô. Hạ Tử Ninh hơi ngại ngùng xoa xoa sau đầu, không có gì đâu, đây cũng chỉ là phân tích của tôi, vẫn là phải thông qua máy kiểm tra để xác định chắc chắn đi ha. Như vậy xem ra, tờ giám định cha con kia cũng có hiểm nghi, Giang Thành giao việc này cho tiểu ngô xử lý, chẳng phải là đưa gối cho người ngủ gà ngủ gật sao. Tô Nguyên không khỏi phẫn nộ, tên ngốc này chuyện quan trọng như vậy bản thân cũng không theo giám sát ồ hô hà tử ninh cảm thấy hình như mình ăn được quả dưa gì lớn lắm kích động nói lẽ nào thằng nhỏ này không phải là con của giang thành tình hình trước mắt là như vậy sao trình nguyên mang con của tiểu mô lừa tiền của giang thành hả ôi cha mà ôi thú vị à nghen hai người định thế nào cần tôi giúp đỡ không tử an cười khẩy, tất nhiên là vạch trần vụ lừa đảo này bác sĩ Hạ bằng lòng giúp đỡ thì càng tốt. Tô Nguyên, Từ Ca, anh định làm thế nào? Từ An, trước tiên để Giang Thành ra ngoài, trong nhà anh có tóc của Giang Thành, đến lúc đó hãy lén lấy một cọng tóc của thằng bé kia, rồi làm lại xét nghiệm ADN. Tóc của thằng bé ấy không dễ lấy đi. Hạ Tử Ninh hỏi, Trình Nguyên chắc sẽ không để hai người lại gần thằng bé đó đâu. Từ An suy tư một lúc, hiện giờ Trình Nguyên vẫn đang dẫn thằng bé đi phỏng vấn, Vậy chúng ta lẻn vào trong, giả làm nhân viên công tác." Tô Nguyên nghe vậy cũng cảm thấy có thể, cách này khả thi. Từ An lập tức bắt tay vào chuẩn bị, anh đi hỏi bọn họ sẽ đến trung tâm truyền thông nào trước. Có lẽ cầu vồng đã xuất hiện sau cơn mưa, Từ An rất nhanh đã hỏi được truyền thông tiếp theo phỏng vấn, có điều thời gian có hơi gấp, bọn họ phải qua đó vào chiều nay, như vậy Tô Nguyên sẽ không kịp khám thai. Tô Nguyên nghĩ cũng không nghĩ đã nói, đã lúc nào rồi? chúng ta phải chấp lấy cơ hội. Ngày mai khám thai vẫn được, mà cơ hội qua rồi sẽ mất. Hiện giờ danh tiếng của Giang Thành rất tệ, mà vẫn có truyền thông đồng ý cho tử An vào, khó lắm mới có được cơ hội, đương nhiên phải trân trọng rồi. Chương 112. Các người mặc đồ nhân viên công tác trước, chờ lát nữa hai ba con kia sẽ qua đây hóa trang. Nhân viên công tác đặt đồ xuống, tiếp đó vẫn không yên tâm hỏi, đã nói là các người chỉ nhìn họ một lát, đừng có để lộ đó, nếu không công việc này của tôi cũng không giữ nổi. Anh yên tâm đi, chúng tôi chỉ nhìn chút thôi, sẽ không làm càng đâu. Từ an vỗ vai nhân viên công tác, nói với vẻ chân thành, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi đảm bảo sau này có tư liệu trực tiếp sẽ tìm đến anh đầu tiên. Hai người thay đồ xong, đội mũ, đeo khẩu trang, rồi lặng lẽ hòa vào đám người, chờ mục tiêu xuất hiện. Trình Nguyên dẫn theo tiểu tề, giọng điệu có hơi bực mình, mày nói coi, sức khỏe sao lại yếu như vậy tao còn có bốn năm chỗ nữa cần phải đi mày thế này bảo tao phải làm sao con con xin lỗi ba tiểu tề cúi đầu dáng vẻ vâng vâng giả giả khiến trình nguyên nhìn càng bực thêm được rồi mày bảo chuyên gia trang điểm hóa trang cho mày trước cái bộ dạng quỳ này bị người khác nhìn thấy còn tưởng là tao ngược đãi mày trình nguyên xoay người đi gọi chuyên gia trang điểm tô nguyên nhìn từ trong gương có thể thấy sắc mặt của tiểu tề thực sự rất kém trắng bệch không có chút huyết sắc, cái đầu nhỏ gật qua gật lại, cảm thấy như thể dây tiếp theo sẽ ngất đi. Chuyên gia trang điểm rất nhanh đã đến, nhíu mày hỏi, Trình Nguyên, tiểu tề có hơi lạ, anh xem sắc mặt nó trắng bệch, hay là anh đưa nó đến bệnh viện khám trước đi. Không sao, Trình Nguyên thở ơ xua tay, từ lúc sinh ra nó đã như vậy, cô trang điểm cho thần sắc của nó tốt hơn chút là được rồi, đương nhiên cũng đừng làm quá tốt, tôi còn phải đưa nó đi kể khổ nữa chuyên gia trang điểm là do trình nguyên tiêu một số tiền lớn mời về miệng rất kín sẽ không thổi phồng ông chủ của mình mặc dù cô ta biết được thằng bé là con của giang thành từ trong miệng trình nguyên nhưng nhìn tướng mạo này lại không giống lắm huống chi nghe trình nguyên nói như vậy chắc hẳn thằng bé này dù có nhận lại giang thành ngày tháng sau này cũng không tốt hơn là bao nhất thời có hơi thương xót tiểu tề dì sẽ thoa một ít son môi cho con rồi dậm thêm một chút má hồng chuyên gia trang điểm thực hiện một loạt thao tác, rất nhanh sắc mặt của tiểu tề đã tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn xuống thằng bé dùng móng tay gẩy mở u bàn tay, thương xót nói, móng tay của tiểu tề có hơi dài rồi, gì cắt cho con nha. Tiểu tề không cự tuyệt, cậu nhóc cảm thấy gì này có lòng tốt với cậu, nghe vậy thì đưa tay mình ra. Các đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, trông rất đẹp. Trình Nguyên thấy thời gian gần tới rồi, trực tiếp đứng dậy kéo tiểu tề đi ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng dặn dò, chút nữa lúc bảo mày nói chuyện thì nói hết mấy câu đã luyện tập ở nhà cho mọi người nghe, tốt nhất là vừa khóc vừa nói, biết chưa hả? Chuyên gia trang điểm lắc lắc đầu, đúng là tạo nghiệp mà, có người ba như vậy, đứa nhỏ này cũng rất khổ. Thấy người đã đi rồi, Tô Nguyên Từ trong góc đi ra, nhặt móng tay tiểu tề vừa cắt xong. Từ An cười nói, đúng là trời cũng giúp mình mà, vốn định lén cắt tóc của thằng bé không ngờ chuyên gia trang điểm này cho mình móng tay, tiểu nguyên, bây giờ chúng ta đi làm xét nghiệm đi. Tô Nguyên gật đầu, nhớ lại sắc mặt của thằng bé kia, trong lòng cậu cũng hơi lo lắng, có điều cậu hiện tại cũng không có thời gian quan tâm chuyện này, vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang chờ cậu. Hai người bước ra khỏi phòng đầy tự tin, định đến thẳng bệnh viện của Hà Tử Ninh. Hà Tử Ninh là phó viện trường, có thể để bọn họ lấy được giấy xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất. Nhưng không ngờ bọn họ vừa đến bệnh viện thì có một chiếc xe cấp cứu vội vàng chạy đến, Từ An đi phía trước bị người trực tiếp đẩy ra, suýt chút nữa ném móng tay vừa nhặt lên đi. "Tiểu Tề, tiểu Tề, con nhìn ba đi." Trình Nguyên cúi xuống nhìn con trai, trong lòng vô cùng lo lắng, "Con tỉnh lại đi tiểu Tề." Đến trước cửa phòng phẫu thuật, Trình Nguyên bị ngăn ở bên ngoài, nhìn gương mặt hắn sợ hãi dựa vào tường. Từ An đứng đằng xa cười khẩy, "Đây là báo ứng." trong lòng cậu ta chỉ có tiền, không màn đến tình trạng sức khỏe của con trai mình, rõ ràng biết rõ sắc mặt con mình kém như vậy mà vẫn yêu cầu nó lộ diện, hạng người này không xứng làm ba. Tô Nguyên cũng tán thành, cậu thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, nếu đó là An An, cậu nhất định sẽ sống không bằng chết nhỉ. Từ An sau khi đưa móng tay và tóc cho Hà Tử Ninh, lại kéo Tô Nguyên trở lại chỗ phòng phẫu thuật, anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé kia. Y tá bước ra ngoài với vẻ mặt u sầu, Trình Nguyên lập tức chạy tới, "Y tá, con trai tôi thế nào rồi? Nó rốt cuộc bị làm sao? Có nghiêm trọng không? Anh chưa từng làm kiểm tra cho nó sao?" Y tá cũng có hơi tức giận, nhưng tình huống trước mắt làm cô không có thời gian chỉ trích người ba này, con trai anh mắc bệnh thalassemia, hơn nữa tình trạng rất nghiêm trọng, chắc hẳn anh cũng biết nó từng ngất xỉu mấy lần đi, tôi cũng không biết anh làm ba kiểu gì nữa. Con mình bệnh như vậy còn không chịu đưa nó đến bệnh viện. Thalassemia là bệnh gì?" Trình Nguyên ngây người, hắn không biết con trai mình lại có chứng bệnh này, vậy bệnh này nghiêm trọng không? "Rất nghiêm trọng, tình trạng hiện tại cần truyền máu, nhưng bệnh viện không đủ nhóm máu AB." Y tá cầm bản ghi chép hỏi, "Cậu thuộc nhóm máu gì?" Trình Nguyên sợ hãi quát lớn, "Tôi, tôi là nhóm máu O, có thể không?" "Y tá, cô rút máu của tôi đi." "Không được." y tá lắc đầu, bác buộc phải là nhóm máu AB. Từ An đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này có hơi nghi hoặc, Giang Thành có nhóm máu A, Trình Nguyên có nhóm máu O, Tiểu Tề sao có thể là nhóm máu AB? Còn Tiểu Ngô thì sao? Tô Nguyên hỏi, Tiểu Ngô có nhóm máu AB ư? Từ An lắc đầu, cái này anh không biết, có điều rất có khả năng, nếu không chúng ta thử xem. Tô Nguyên nhướng mày, thử, thử bằng cách nào? Từ An lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiểu Ngô. Con trai của Trình Nguyên ngất xỉu đang ở bệnh viện, mà bệnh viện thiếu máu, con cậu ta thuộc nhóm máu AB, cậu mau đến đây cứu người đi. Từ An rất thận trọng, không dùng số của mình mà dùng một số điện thoại xa lạ gửi tin. Cứ chờ xem đi, nếu Tiểu Ngô đến truyền máu, vậy nhất định là như vậy rồi. Hai người ngồi cách đó không xa chờ đợi. Y tá đã tìm thấy máu của người lạ thông qua phát thanh để truyền máu cho tiểu Tề. Tiểu Ngô vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Trình Nguyên đang ngồi trên ghế dài, lo lắng hỏi tiểu Tề đâu. Ngân hàng máu của bệnh viện cấp báo, tôi đến truyền máu, nhóm máu của tôi là AB. Trình Nguyên lắc đầu, không sao rồi, đã tìm thấy người tình nguyện truyền máu rồi. Tiểu Ngô thoáng cái nhẹ nhõm, thả lỏng ngồi xuống bên cạnh Trình Nguyên, cùng nhau chờ tiểu Tề ra ngoài. Trình Nguyên dường như nghĩ đến gì đó hỏi: "Sao anh đột nhiên đến đây?" Chuyện tiểu Tề bị bệnh vẫn chưa truyền ra ngoài mà, tôi thấy tin nhắn nên đã đến, tiêu rồi." Trình Nguyên bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Chương 113. Còn chưa đợi Trình Nguyên phản ứng lại, trong nháy mắt đã bị một đám người chen chúc dọa sợ. Không biết đám phóng viên này làm sao biết được mà chạy đến. "Trình Nguyên tiên sinh, xin hỏi con trai của Giang Thành thế nào rồi?" vì sao đột nhiên lại ngất xỉu. Xin hỏi thằng bé không sao chứ, đã bị mắc bệnh gì sao? Bởi vì cậu liên tục dẫn nó đi phỏng vấn nên mới mệt thành bệnh sao? Trình Nguyên, cậu đối xử với con trai mình như vậy sao? Cậu cư xử vô trách nhiệm như vậy có thích hợp không? Thấy một đám phóng viên vây quanh Trình Nguyên, Từ An cười nhạt định đi qua đó, nhưng lại bị Tô Nguyên ngăn lại. Từ ca, anh chờ chút, báo cáo của Tiểu Ninh có rồi, cậu ấy sẽ tới đây ngay báo cáo nói thế nào. Mặc dù đã đoán ra đứa nhỏ không phải của Giang Thành, nhưng chưa xác định được, trong lòng Tử An vẫn hơi lo lắng. Hạ Tử Ninh vội vội vàng vàng coi như đã đến, Tử An nhanh chóng bắt lấy bả vai Hạ Tử Ninh hỏi thế nào. Có quan hệ huyết thống không? Có lẽ là chạy quá nhanh, Hạ Tử Ninh không thể thờ được, trực tiếp đưa tờ giấy cho Tử An. Tử An xem xong nước mắt lập tức rơi xuống, Tô Nguyên thấy vậy thì hết hồn, lo lắng hỏi sao thế? rốt cuộc có phải hay không? Anh đừng mãi lo khóc nữa, dù có là con ruột thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác mà. Không phải, thằng bé đó không phải con của Giang Thành, không phải của Giang Thành. Tự An có hơi kích động, tin tức này là tin tức tốt nhất anh có trong mấy ngày nay. Nơi này người đông, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về nhà trước rồi nói đi. Ba người cùng nhau về nhà, đúng lúc gặp Lục Cần đón Tô Tử An về, bốn người ngồi bàn bạc với nhau, Tô Tử An ngoan ngoãn tự mình chơi đồ chơi. Xem ra đây là bằng chứng có lợi nhất, Giang Thành cũng có thể ra ngoài rồi. Lục Cần xem tờ giấy xét nghiệm này. Tử An, anh định kiện ra tòa. Tô Nguyên gật đầu, ừm, khởi kiện là cách nhanh nhất để giải quyết chuyện này. Nhưng nếu Trình Nguyên vì chuyện này mà phải ngồi tù, vậy đứa nhỏ sẽ ra sao? Tử An nói, Trình Nguyên không để tâm đến đứa nhỏ, chỉ bằng để tiểu mô nuôi dưỡng đi, ít nhất nó có thể sống được mạnh khỏe. Nhưng Tiểu Ngô và Trình Nguyên thông đồng với nhau, chuyện này lẽ nào không có phần của cậu ta sao? Tô Nguyên càng tức Tiểu Ngô, đã theo Giang Thành bao nhiêu năm mà lại phản bội hắn như vậy, em muốn biết Tiểu Ngô vì sao lại phản bội Giang Thành. Từ An, anh đã gửi tin cho Tiểu Ngô rồi, chắc là hắn sắp đến rồi đó. Tiểu Ngô cũng vô cùng lo lắng, rất nhanh đã chạy đến. Tiểu Ngô vừa vào cửa đã quỳ xuống trước mặt Từ An, anh Từ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi nhưng tiểu tề vô tội nó không biết gì cả từ an những chuyện khác tôi cũng không muốn biết cậu thẳng thắn nói với tôi vì sao lại phản bội giang thành cậu theo cậu ấy nhiều năm như vậy cậu ấy đối xử với cậu thế nào chứ tô nguyên tiến lên hỏi tiểu mô tôi muốn hỏi cậu đứa nhỏ đó rốt cuộc là chuyện gì tiểu mô tôi biết anh thành vẫn luôn đối xử tốt với tôi năm đó khi anh thành uống say trình nguyên muốn quyến rũ anh ấy nhưng anh thành đã cự tuyệt Trình Nguyên vào lúc đó đã phát tình, mất đi lý trí, tôi cũng không muốn, mà Trình Nguyên nhận nhầm tôi thành anh Thành, sau đó chính là như vậy. Tôi cứ tưởng sự việc cứ như vậy rồi thôi, nhưng tôi không ngờ Trình Nguyên lại mang thai, còn cho rằng đứa nhỏ là của Giang Thành, vì để không đả kích cậu ta, tôi cũng không nói sự thật cho cậu ta biết, nhưng mà tôi thật sự không ngờ Trình Nguyên lại mang đứa nhỏ trở về, còn làm anh Thành vào nhà giam, tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi. Từ An cười lạnh, đừng làm bộ làm tịch ở đây, cậu diễn cho ai xem. Nếu cậu có lương tâm thì nên vạch trần chuyện này chứ không phải khiến Giang Thành ngồi tù. Sao nào, muốn Giang Thành nuôi con cho hai người hả? Tiểu Ngô, là Trình Nguyên nói với tôi, Giang Thành có tiền, quan hệ cũng rộng, có thể cho đứa nhỏ cuộc sống tốt hơn, những thứ đó tôi không thể cho nó được, cho nên tôi cũng bị quỷ ám, anh Từ, tôi biết sai rồi, cầu xin các anh tha cho Tiểu Tề đi, tôi có thể dẫn nó về quê sống. Từ An, tôi sẽ không bỏ qua cho Trình Nguyên, còn cậu, tôi cũng không dám thuê nữa, ngày mai tôi sẽ khởi kiện, sau khi kết thúc cậu dẫn theo đứa nhỏ muốn đi đâu thì đi. Cảm ơn anh, anh Từ. Tiểu Ngô đứng dậy, cả người nhếch nhác trở lại bệnh viện. Hiệu suất làm việc của Lục Cần rất cao, rất nhanh đã thông qua cảnh sát đưa người ra ngoài. Rất nhanh đã mở phiên tòa, Trình Nguyên cũng không ngờ Từ An lại quyết liệt như vậy, vẻ mặt hiên ngang, quan tòa, chuyện này vẫn cần biện luận sao? Đứa nhỏ này là con của Giang Thành, hắn chu cấp cho con cái là chuyện đương nhiên, dù hắn không muốn để đứa nhỏ nhận tổ quy tông, thì cũng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng không phải sao? Nói không sai, nhưng đứa nhỏ này vốn không phải là con của Giang Thành, tôi đã làm lại xét nghiệm ADN, cũng đã so sánh nhóm nhóm của đứa nhỏ, chắn chắn đứa nhỏ này không phải là con của Giang Thành. Từ An đưa bằng chứng ra, Trình Nguyên sướng sốt hắn không ngờ sự việc lại thành ra như vậy quay ngoắt đầu nhìn tiểu ngô tiểu ngô cúi đầu hắn không dám đối diện với trình nguyên trình nguyên nhưng tiểu tề chỉ có một người thân là tôi các người không thể bắt tôi các người bắt tôi rồi tiểu tề phải làm sao tô nguyên chuyện này cậu không cần lo lắng tiểu tề đương nhiên có cha ruột nó chăm sóc ác giả ác báo trình nguyên cậu tự lo cho mình đi dưới bằng chứng vô cùng xác thực trình nguyên không thể chờ mình cuối cùng bị kết án 5 năm tù. Giang Thành cũng được thả ra ngoài đoàn tụ với mọi người, thấy Tự An đứng ở cửa đợi mình, hắn kích động chạy đến ôm chầm lấy anh, Tiểu An, tôi về rồi. Ừm, nhìn thấy bọn họ ôm nhau, Lục Cần cũng tiến lên ôm nguyên bảo của anh, cười nói kết thúc rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi thỏa thích rồi. Ừm, Tô Nguyên cũng vui theo, Tiểu Ninh nói cơ thể của em đã điều dưỡng kha khá rồi, có thể đánh dấu vĩnh viễn. Lục cần nghe đến đây không chịu nổi nữa, lập tức bế cậu lên xe đưa về nhà đánh dấu. Bởi vì thời gian mang thai của cả hai xem xem nhau, Tô Nguyên và Tử An không ngờ lại sinh cùng ngày. Tử An sinh được con trai, còn Tô Nguyên sinh được con gái, vì để chuyên tâm chăm sóc con cái, Giang Thành thẳng thắn tuyên bố rút khỏi giới giải trí để có thể yên tâm ở nhà chăm sóc con nhỏ. Tô Nguyên cũng có dự tính này, nhưng bị Lục cần ngăn cản, em ở cử cho tốt sau đó em hãy làm công việc em muốn làm đừng vì con cái mà ảnh hưởng đến em lục cần biết chí hướng của tô nguyên giang thành đã đi lê y để y hát cao nên mới không có tiếc nuối nhưng sự nghiệp của tô nguyên vừa mới bắt đầu sao có thể bởi vì con cái mà từ bỏ chứ hơn nữa chuyện nuôi con này vẫn còn có anh lo mà không phải sao có thể đó là những thăng trầm của cuộc sống sau những thăng trầm sự nghiệp của tô nguyên bắt đầu có bước tiến mới Cậu đã trở thành một ca sĩ nặng ký trong làng giải trí. nhà họ lục cũng biết tô nguyên sinh cho lục cần một đôi trai gái, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình về tô nguyên. bà lục cũng gửi tin nhắn bảo hai người dẫn hai đứa nhỏ về nhà đón tết. tô nguyên ôm lục cần cười nói. em nghĩ chuyện làm em cảm thấy hạnh phúc nhất chính là gặp được anh. lục cần cúi xuống hôn người trong lòng mình, anh cũng thế. toàn văn hoàn like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe